Rồi ok, giờ chúng ta vô chủ đề nhé. Ngày hôm nay á, thì mình tới một cái bước tiếp theo, đó là chúng ta sẽ uh, uh, cắt ghép. Nếu anh em đã coi cái uh, hình banner lúc đầu thì em biết rồi. Hôm nay chúng ta sẽ có hai bước, thứ nhất là cắt, thứ hai là ghép để chúng ta, ví dụ như là ở nhà đi. Các bạn muốn đi đâu, đi du lịch chẳng hạn vậy, tự nhiên đang ngồi nhà nhưng mà check-in Đà Lạt, tự nhiên đang ngồi nhà nhưng mà check-in Hồng Kông, cao kiểu thế. Thì chúng ta có thể làm theo cái video ngày hôm nay ha thì trong ngày hôm nay á, thì mình sẽ hướng dẫn chi tiết hơn một chút, à, kỹ nhiều hơn về cái chuyện chúng ta cắt ghép ha. Bởi vì ở những buổi trước á, thì mình đã hướng dẫn anh em cách uh, retouch rồi nè, à, cách retouch này, cách uh, uh, làm mịn da mặt, retouch da mặt đó, ha. retouch uh, blend và retouch ảnh chân dung, à, làm chung về chân dung, sau là làm về da mặt rồi. À, hiện tại chúng ta sẽ tiếp tục tới cái skill tiếp theo và đa phần cái skill gọi là mạnh nhất của Photoshop thì đó sẽ là cắt ghép ha. Ví dụ như là những cái về blend màu hay là chỉnh ánh sáng tối thì nó có rất là nhiều phần mềm khác Ví dụ PixArt, cũng được này Rồi Lumina cũng được này, rồi Lightroom cũng được này Nhưng mà cái thế mạnh và hiện tại độc, độc tôn trên thị trường luôn Thì mạnh nhất chắc chắn là cắt ghép là sẽ phải thuộc về Photoshop Không có một cái đối, đối trọng nào cả Ok thì um, ở trong cái buổi ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau cắt ghép nhé Và cái tút, uh, cái stock á Thì mình sẽ sử dụng một số cái stock của bạn Hoàng Lâm Vũ và Kiên KK uh, Tất cả đều chụp từ những cái uh, máy Sony ha Như uh, kia Hoàng Lâm Vũ, Vũ Hoàng Lân thì hình như là A7 A7, uh, A7 mắc 2 Còn uh, của Kiên hình như là Kiên KK thì hình như là A7 mắc 3 thì phải A7R gì đó, mình không nhớ rõ Ok thì um, cũng uh, như một câu nói cũ thôi nếu như mà anh em cảm thấy có bất kỳ thắc mắc nào trong quá trình mà mình chia sẻ hãy ngay lập tức comment bởi vì mình đang đọc được toàn bộ cả comment ở trên cả hai fanpage từ cả bên sony và cả bên fanpage của mình nữa ok á nhớ thắc mắc thì phải hỏi nha tại vì làm nghề của mình thì mình biết mà mình chỉ chờ anh em hỏi để mình trả lời thôi chứ không không có gì gọi là uh, hoành tráng cả kiểu thế rồi, ok, anh hãy ủng hộ mình bằng cách tác bạn bè vô cái livestream này để mà chúng ta cùng coi ha. À, đại khái dịch bệnh có gặp được nhau đâu. Lâu lâu có những cái hay ho như thế này thì share cho nhau tí, cứ tag anh em vô đây ha. Rồi, ok. Thì đây cũng uh, như cũ thôi, chúng ta sẽ có stock uh, khó và stock dễ. À, đây là stock uh, cũng gọi là khó này, của Kiên ca thì khá là rõ nét và người thì cũng lớn, ha. người thì cũng lớn. Um, người thì cũng lớn và tóc của vũ hoàng lâm thì nó hơi khó chút tại vì có phần tóc này phần người thì nó cũng nhỏ nhỏ thôi chất lượng ảnh cũng không thực sự gọi là quá lớn mình nghĩ là không biết là anh em sẽ thích mình làm ảnh khó hay là ảnh dễ nhỉ cắt ghép ảnh khó hay là ảnh dễ đây comment cho mình chọn bầu chọn coi anh em muốn mình chọn stop khó hay là stop dễ à, nếu như anh em đang sử dụng sony alpha mà ví dụ nhìn những cái máy như sony a 7 mark hai hay là Sony A7 Mac 3, A7 R hay là A, A1 thì kiểu thế mình gặp một số anh em sử dụng A1 nó ngọc đét luôn. Thì thì nó thì có thể cái 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 cái, cái chất lượng ảnh nó cũng sẽ tốt hơn rất là nhiều tại vì đặc thù dynamic range của Sony mà khỏi phải chê luôn. Anh em cứ chụp một phát tách tách nền nó dễ lắm tại vì nó nét. Và nó rất là rõ ràng cái chuyện là sáng tối thành ra là nó dễ trong cái chuyện là chúng ta tách nền ha. Có những cái stock mà nó khó khăn hơn kiểu như này. Thì uh, giống giống như kiểu chúng ta chụp điện thoại ấy, nó cũng ở xa hoặc là cái chất lượng nó tương đối thấp, chi tiết nó cũng ít kiểu như vậy. Khó đi, khó đi, đó mình biết mà. <laughs> ok, mình biết anh em muốn gì mà. Ok, vậy mình sử dụng stock của bạn Hoàng Vũ Hoàng Lâm nhé. Ok, chúng ta cùng check qua cái stock này chút. File info này là của đúng rồi, A7M2, lens là 55 1.8 ZA không phải là một cái cấu hình uh, mạnh lắm ha? cái máy ảnh nó cũng bình thường thôi, cũng không phải là gọi gì là hoành tráng. Và nó nó vẫn là một máy ảnh tốt ha. Ok, đó Vũ Hoàng Lân làm khó đi. <laughs> Phùng Huy, Hiệp Huỳnh khó, Nguyễn Xuân Vương là từ dễ, từ dễ trước đi thầy. Đã, bên uh, kia là Nguyễn Ngọc Sơn với Hứa Hứa Quang Thới thì cũng đòi là khó hết. Rồi ok, thế thì khó. <laughs> Rồi ok Thì bây giờ chúng ta sẽ có một cái chủ đề như sau nha Là chúng ta sẽ tách nền tấm hình này Sau đó chúng ta sẽ chuyển cái stop này Và chúng ta sẽ ghép sang một cái nền mới dụ như là đi du lịch ở một cái vị trí nào đó khác ở Trên thế giới chẳng hạn như vậy Rồi Thì nó sẽ có một vài vấn đề như sau à, Anh em sẽ luôn hỏi mình rất là nhiều Ở cái chuyện là chúng ta cắt ghép bạn làm sao để nhìn cho nó thật làm sao để nhìn cho nó thật anh em chưa hỏi là đẹp nha mình mình chưa đề cập tới chuyện nói là nó đẹp ghép để cho nó đẹp để nó một cái trường phải khác rồi nhưng mà ở cái vị trí là newbie ví dụ như là cả là mình mình hướng dẫn về cho anh em mới xem hoặc là mới tập thì nó cũng chỉ là ở cái mức độ đó là làm sao để nhìn cho nó thật chỉ ít là nhìn cho nó thật tại vì mình biết được nhiều người rất là có cái hứng thú là chúng ta ghép ảnh với idol ghép ảnh với người nổi tiếng chẳng như vậy và các bạn ghép vô và các bạn cứ hỏi mình là tại sao mà nhìn nó không có được thật như là một số idol khác người ta làm đó thì mình phải giải thích cho anh em rất là kỹ như thế này nha rồi cái chuyện mà để làm sao cho nó gọi là nó đẹp á không phải là đẹp mà nó gọi là nó 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 thật á là các bạn sẽ phải để ý cho mình ba à, điểm ha ba điểm thứ nhất á, là góc chụp ha góc chụp thứ hai nữa là ánh sáng hoặc là nguồn sáng ánh sáng ha về về, về chất liệu ánh sáng à, thứ ba nữa là những cái chi tiết nhỏ ví dụ như là tóc ha tập trung cho mình ba cái này ha tập trung cho mình ba cái này và ví dụ như là màu có thể thay thế tóc là màu nữa ha thế tóc là màu đi ví dụ như là góc chụp ánh sáng và màu sắc ha độ ấm màu đó rồi tại sao lại là ba cái ba cái vấn đề này thứ nhất đó là ví dụ như là các bạn tìm một cái stock để chúng ta có thể ghép hình này vô đi và ghép để cho bạn này đứng đi thì mình sẽ tạo một cái đây rồi mình lên image google à, ví dụ như là các bạn chọn cái stop để các bạn ghép hình này vô thì các bạn sẽ phải coi thử là ừ cái stock này nó uh, sao vào google thôi cũng khó vậy rồi ví dụ như là cái stock này nó đang ở góc chụp như thế nào và cái stop mà các bạn muốn ghép vô đó, nó ở cái góc chụp như thế nào thì hai cái góc chụp đó nó phải xem xem nhau ha. Hai cái góc chụp đó phải né ná, ná nhau thì các bạn ghép vô nó mới thực tế chứ còn ví dụ đây ví dụ như uh, bảo tàng Louvre uh, uh, viết vậy đúng không? À Louvre đó ví dụ. Rồi, ví dụ như là cái uh, góc chụp uh, như này đi. Hoặc là cái góc chụp nó, <laughs> nó, nó nó hơi trái ngang ví dụ như uh, đây thì hợp lý này đây, mình sẽ lấy copy image này cho các bạn này, đây, mình sẽ tách nền nhanh cho các bạn dễ hình dung nha. ở cái chuyện là chúng ta chọn góc chụp á, nó rất là phức tạp, à, mà nó cần phải cần phải có một cái chuyện là chúng ta phải phải để ý ở cái góc chụp này rất là nhiều, tại vì nếu không á nếu không á thì cái ảnh của các bạn nó sẽ rất là xấu ha ở đây mình test thử cho anh em về cái cái góc chụp để anh em dễ hình dung thôi nha đó ví dụ như là ảnh này đi thì cái góc chụp này là ok tại vì các bạn có thể thấy là cái góc nó cũng xem xem ở cái mức độ là đây các bạn có thể coi hình góc này các bạn sẽ thấy là cái máy ảnh nó đang ở nghiêng nghiêng người mẫu như vậy thì ở ngang, ngang người mẫu thì như vậy là có thể cái khoảng cách từ dưới đất lên á thì nó sẽ chỉ khoảng ở chừng 1 mét ha. Ở chừng một mét. Thì nếu như vậy những cái stock mà kiểu như cũng ở cái tầm tầm như vậy á, ở cái tầm tầm 1 mét như vậy á nó là phù hợp đây. Các bạn để thấy là khi mình cho vô thì nhìn nó phù hợp. Ví dụ ở gần hơn chút thì mình có thể cho lớn hơn tí. Đó, ở gần hơn tí này. Ha, thì đây nó cũng là một cái góc phù hợp. Còn nếu như ví dụ như là những cái góc mà nó nó keo lên như thế này hoặc là thấp quá kiểu như thế này chẳng hạn như này là cũng thấp quá rồi nè à, mình sẽ tắt đi đó rồi ai à, lỡ tắt rồi đây. Đó, cái góc thấp quá này hoặc là cái góc quá cao Cái góc quá cao như kiểu góc này chẳng hạn như vậy Nó quá cao thì các bạn bỏ vô nhìn nó đâu có hợp Đây, ví dụ như này nha cái live stream này mình sẽ re-up lại nha Anh em yên tâm không có bị mất đâu Cái góc quá cao này nhìn nó đâu có hợp Nó đâu có liên quan gì đâu đúng không Các bạn có làm thu nhỏ đi cỡ nào đi nữa Thì cái góc nó cũng nhìn nó rất là buồn cười Nó không liên quan gì nhau hết á Thành ra là cái góc chụp Ha, nhớ để ý cho mình cái góc chụp ví dụ như là các bạn chụp um, chụp ảnh để các bạn uh, gọi là ghép ảnh với lại idol đi thì các bạn sẽ phải coi thử cái hình chụp idol á ví dụ như là chụp với Ronaldo chụp Messi chẳng hạn như vậy thì các bạn phải coi thử là cái góc chụp cái hướng cái máy ảnh của cái tấm hình đó đó nó ở tầm nào và sau đó các bạn chụp lại ở cũng cái kiểu tầm tầm đó thì nó sẽ ok ha cái vấn đề thứ hai nữa là cái ánh sáng cái ánh sáng hoặc là cái hướng sáng ha thì bạn có thể coi thử là cái stock ví dụ là stock idol đi hoặc là cái stock này như vậy các bạn sẽ phải biết được là ừ cái hướng sáng gốc nó đang nằm ở cái hướng nào ha và các bạn sẽ chọn hoặc là bạn tự chụp một cái ảnh của các bạn để có một cái hướng sáng tương tự như vậy thì các bạn ghép vô nó mới hợp. Chứ còn ví dụ như là cái ảnh mà hướng sáng nó đang rất là gắt ha. Ánh sáng thì nó sẽ có hai kiểu nha, một là sáng mềm, hai là sáng gắt. Sáng gắt là khi mà cái cái bóng và cái ánh sáng của nó 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 có cái độ tương phản rất là cao và chúng ta dễ thấy cái phần đó ví dụ như này đi thì đây là sáng gắt thì các bạn sẽ thấy là cái hướng sáng nó tập trung nhiều ở phần một phần một phần của người mẫu và ở cái góc còn lại nó sẽ là một phần tối một phần tối thì nếu như trường hợp mà nó gọi là nó bị ánh sáng gắt như này thì các bạn cũng sẽ phải chụp ví dụ như là các bạn muốn chụp một ảnh mà các bạn đi chung với bạn gái này đi ha thì các bạn sẽ phải chụp một cái góc tương tự và cái ánh sáng thì nó cũng phải tương tự. Chứ còn nếu như cái ánh sáng á, mà nó lại đều đều uh, giống như là cái này. Cái này là ánh sáng đều. Tại vì các bạn thấy có thể thấy là cái phần sáng và phần tối ở trên người mẫu nó không chênh lệch nhau. Thành ra là cái này chúng ta sẽ gọi là ánh sáng mềm ha, ánh sáng gọi là ánh sáng đều chẳng hạn như vậy. Thì các bạn khi ghép vô đấy nó, nó sẽ nhìn rất là buồn cười tại vì cái ánh sáng nó khác nhau ha. Phải nhớ giúp mình hai cái đó ha, là ánh sáng và cái góc chụp ha. Ví dụ như là các bạn chụp ở đây thì các bạn cũng sẽ phải đi ra ngoài nắng ví dụ các bạn muốn ghép các bạn đứng ở trong này đi thì các bạn sẽ phải đi ra ngoài nắng và các bạn lựa cái góc chụp từ bên trái qua nếu như theo hình này ha từ bên trái qua và cái uh, cái mức độ sáng tối các bạn sẽ phải để ý là cái phần sáng á nó phải gắt hơn nhiều so với lại cái khu vực bóng độ thì lúc đó nhìn vô nó mới hợp lý đại khái là cái bóng nó sẽ phải y chang như vậy ha nó sẽ phải y chang như vậy còn trường hợp mà nó mờ mờ như này thì nó sẽ đơn giản hơn câu chuyện nó cũng đơn giản hơn một chút đó là chúng ta có thể chụp ở trong nhà cũng được hoặc là chụp ở những cái khu vực mà nó có cái ánh sáng nó đều đều nhau như này ví dụ như là hôm một hôm trời mây mù chẳng hạn như vậy trời mây mù thì nó sẽ tản cái sáng ra rất rất là lớn ha rồi cái đó thì anh em nào học về nhiếp ảnh thì chắc anh em sẽ hình dung nhiều hơn về cái chuyện là nguồn sáng nó như thế nào và cái bóng độ như thế nào nhưng mà ở trong cái uh, vấn đề về ghép hình thì mình có thể phân tích đơn giản như vậy để anh em hiểu ha. Còn một phần đó là cái ám màu thì anh em cố gắng để cho nó cân bằng trắng tốt nhất có thể. Nếu như nó bị ám màu vàng hoặc là ám màu xanh thì anh em có thể lên trang YouTube của mình đó thì mình có những cái video mà mình hướng dẫn để chúng ta cân bằng trắng. Ok rồi, bạn uh, luận em, uh, bạn có hỏi là sao lưu hình về và nó bị mờ ha lưu hình về nó bị mờ thì đây cái lý do là đây thì anh em có thể uh, chọn cái uh, cái uh, stock á thì khi các bạn search ở trên google image image rất là nhiều bạn hay đọc là image image google com hạn như vậy thì các bạn có thể click vào cái phần công cụ này chọn là kích thước lớn Ha. và lúc đó những cái ảnh mà Google nó trả về cho chúng ta cái chất lượng nó cũng sẽ cao hơn ví dụ như là ảnh này đi thì nó chất lượng một bảy hai p này ha có những ảnh nó chất lượng cao hơn nữa thì các bạn có thể search thì các bạn có thể thấy là khi mà làm cái chọn như vậy thì cái chất lượng ảnh của chúng ta nó sẽ lớn và lúc đó các bạn lưu về nó dễ làm hơn tại vì nó nó rõ nét hơn nó chi tiết cũng nhiều hơn ok vậy thì với hình này thì mình sẽ cho bạn này đi du lịch ở đâu đây thì mình sẽ tìm cái stop cho anh em uh, Chờ anh em. À, ví dụ như là ở đâu nhỉ? À, Ai cập đi hả? À, Ai cập thì có kim tự tháp đi. <laughs> đây, kim tự tháp đi. Hôm nay đi uh, du lịch kim tự tháp. Hình uh, nào đây? Đây có hình này cũng khá hay này. À, lấy ảnh từ kênh 14 Đây. Ok, mình sẽ lấy một cái hình uh, từ báo chí như thế này. Đây là một cái ảnh đã bị nén. Ha? Một cái ảnh đã bị nén và Tại vì nó up lên báo mà, nó đã bị nén rồi và cái chất lượng này nó cũng không phải là gọi nó không phải là nó 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 quá um, không phải là chất lượng quá cao và mình nghĩ đa phần anh em sẽ tiếp xúc với những cái ảnh mà chất lượng không quá cao như thế này. và chất lượng không quá cao thì nó cũng gọi là mức độ khó và mình biết những anh em nào coi livestream của mình thì đều muốn mình làm hình khó cả, thành ra là mình cũng sẽ làm mình khó. Ok mình tạo một copy cái hình đó ha và mình tạo một cái file mới và mình paste paste nó vào đây. Rồi, ok. Đó và chúng ta coi cái hình. Đó các bạn thể zoom vô này. À, cái uh, zoom nhiều. Đó các bạn thể thấy là cái chất lượng ảnh nó cũng không phải là quá xuất sắc gì. À, và đây nó cái blur theo kiểu này thì mình nghĩ chắc là blur của điện thoại rồi. Mình nghĩ chắc là blur của điện thoại Rồi. À, rồi ok ha rồi mình sẽ lưu cái hình này à, lưu hình này rồi mình sẽ nhân đôi cái hình này lên rồi bây giờ chúng ta sẽ tiến hành tới bước đầu tiên là chúng ta đã chọn stop rồi ha chúng ta đã chọn stop có hợp ánh sáng cũng khá hợp lý tại vì ở đây cái phần bầu trời thì đây mình thấy nó khá là quanh mây và người này thì cũng không phải là ánh sáng quá gắt từ cái chuyện sáng tối ha thì có nghĩa là mình có thể để cái nguồn sáng nó hơi như này cũng được chẳng sao cả ha nó cũng gần gần giống nhau cho nên là mình nghĩ là ghép cái ảnh này vào trong ảnh này không phải là vấn đề ảnh này thì góc chụp nó hơi cao hơn một chút nhưng mà không sao cả cũng sẽ không vấn đề gì thôi rồi bây giờ chúng ta tới cái bước uh, tiếp theo bước uh, bước đầu tiên chúng ta đã chọn stop rồi ha bước tiếp theo là chúng ta sẽ tách nền ha rồi ok thì đây là cái bước mà tất cả mọi người đều đang mong chờ này cái bước tách nền này chúng ta sẽ có rất là nhiều cách ha. có rất là nhiều cách ở trong photoshop á, thì nó có cái tách nền nó sẽ gọi là uh, selection Ha, cái vùng chọn đó, vùng chọn người ta đọc gọi là selection và để tạo được những cái vùng chọn những cái selection đó thì chúng ta sẽ có rất là nhiều công cụ. Và nếu như các bạn để ý ở trên đây, đây cái phần công cụ đây. Các bạn sẽ thấy chúng ta sẽ có những công cụ sau này là quy tool này, lasso tool này, uh, quick selection. Đây, hoặc là magic one tool này và còn một cái nữa chúng ta có thể uh, sử dụng nữa là brush này và pen tool rất là nhiều cách để mà tạo selection. Tại vì selection đó là một cái linh hồn ha. Ngoài cái layer, ngoài cái công cụ là layer, thì nó là một trong số những linh hồn của Photoshop thì tách nền selection chính là cái à, à, tạo vùng chọn đó, chính là cái công cụ cái, cái linh hồn thứ hai của Photoshop mà hiện tại chưa có gì gọi là đối trọng cả, chưa có phần mềm nào đối trọng cả. Thì ở đây á À, mình thấy rất là nhiều anh em khi mà tách nền mình không biết là học từ đâu Nhưng mà à, cứ mỗi lần mà tách nền là anh em mặc định là sẽ sử dụng Pentool Và các bạn cứ vậy là đi từ 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 Theo mình nha, đối với mình nha Thực sự, thực sự Khi nào mà mình cảm thấy bí lắm rồi Bí lắm rồi á, mình mới dùng Pentool thôi Còn không á, chúng ta sẽ có rất là nhiều công cụ khác để em ta tạo vùng chọn cho nó nhanh Thì tại sao em không chọn mà lại đi làm Pentool chi cho nó mất thời gian Ha rồi, ok. Thì đây mình sẽ đi từ từ một số cái cách như sau này. Thứ nhất là tự động, ha. Thứ hai là mình sử dụng Quick Selection và thứ ba là chúng ta sử dụng Lasso Tool và thứ tư là Channel, ha. tách tóc bằng Channel. À, rồi, ok. Uhm, anh nói rõ hơn về Pen Tool đi ạ. À. Pen Tool, uh, Pen Tool nó là một cái công cụ để chúng ta vẽ, ha. Đây là một công cụ để vẽ vector. Đây là một công cụ để vẽ vector. Mình nói. Nói, 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 nói rất là rõ hai cái gì quan trọng thì mình phải nói lại ba lần pen tool là một công cụ để vẽ vector không phải là để tạo vùng chọn <laughs> cái cái việc mà tạo vùng chọn nó chỉ là một cái tính năng đi kèm thôi nó chỉ là quà khuyến mãi thôi à, chứ không phải là tính năng chính của công cụ này công cụ này là để vẽ à, à, cho nên là tạo ra những cái shape vector đó thành ra là anh em nhớ giúp mình nha công cụ này là ưu tiên cuối cùng lựa chọn cuối cùng khi các bạn à, tạo vùng chọn còn không, hãy dùng những công cụ khác mà mình sẽ giới thiệu ngay bây giờ đây Đầu tiên á, là cái à, tính năng là Select Subject Select Subject này sẽ xuất hiện ở trên Photoshop à, CC 2018 trở lên trở lên nha và cái tính năng này thì càng lúc nó sẽ càng thông minh hơn Hiện mình đang sử dụng phiên bản là CC 2019 không quá cũ cũng chẳng quá mới và cái tính năng này nó vẫn đã là ok rồi Nếu như anh em sử dụng Photoshop CC 2021 thì nó sẽ còn tuyệt vời hơn nhưng mà ở đây mình đang sử dụng CC 2019 thì mình cảm thấy nó vẫn ok Đây khi các bạn click các bạn sử dụng uh, những cái công cụ là quick selection hoặc là magic One tool ở đây một trong hai công cụ này ha thì nó sẽ xuất hiện cái nút là select subject ở đây ha hoặc các bạn vào trong uh, đây các bạn vào trong menu select thì cũng sẽ xuất hiện cái subject này subject này ở đây nó chính là cái uh, cái chủ thể ở trong ảnh của chúng ta mà chủ thể ở đây nó sẽ xác định được ha, sử dụng ai để nó biết được là cái gì là chủ thể trong hình này và ví dụ khi mình click và select subject này đó click một cái thôi thì ngay lập tức tự động nó chọn vùng chọn người mẫu của mình luôn ha ở đây để cho nó dễ nha thì mình sẽ giảm kích thước của hình này xuống 2048 thôi cho nó ít thôi đó giảm chất lượng ảnh xuống để cho anh em đỡ nói với mình là tại sao cứ dùng những cái ảnh mà chất lượng cao quá chất lượng cao quá ảnh em có chất lượng cao quá được như vậy đâu kiểu như vậy đó, đó mình sẽ crop trước đi hay mình sẽ crop trước và mình sẽ giảm chất lượng ảnh này xuống rồi giảm chất lượng ảnh này xuống 2048 thôi không nhiều đấy chất lượng thấp tè thôi đã rồi bây giờ thì chúng ta sử dụng công cụ sách quick select quick subtract select subtract gì anh em à, khi mình chọn sau thì ngay lập tức mặc định Photoshop nó sẽ tạo vùng chọn cho mình luôn các bạn thể thấy là nó rất là ok à, nè áo nè <laughs> Nó rất là ok luôn thì việc gì anh em phải đi pen chi cho nó mất thời gian đúng không? Mình mà pen thì mình hết cái buổi livestream này mình chỉ ngồi để pen thôi. Đó thì rồi. Thì đây sau khi các bạn click vào cái uh, select subject rồi thì chúng ta sẽ có những cái vùng chọn khá ổn như này. Và các bạn có thể điều chỉnh lại bằng cách sử dụng là lasso tool. À lasso tool này nó cũng là một cái công cụ tạo vùng chọn thôi, tạo vùng chọn linh động ha. Uh, giảm chất lượng bấm tổ phím mình bấm control internet Y cần Ctrl internet Y để mình uh, mở cái bảng uh, image uh, image size đây uh, image size và image chọn image size để mình giảm cái uh, chất lượng ảnh xuống một chút rồi ở đây sau khi các bạn chọn là select subject rồi nó sẽ xuất hiện ra vậy thì để điều chỉnh lại cái vùng chọn của chúng ta cho nó phù hợp các bạn có thể sử dụng lasso tool uh, để chúng ta điều chỉnh lại ví dụ như là ở tóc ở đây bị thừa này thì uh, các bạn có thể chọn thêm kiểu như thế đây ví dụ như là mình pick chọn thêm như thế này đó hoặc là thừa quá thì chúng ta có thể bỏ bớt đi kiểu như vậy bỏ bớt này à, ví dụ như vậy ha rồi ví dụ như là ở cái phần váy này thì mình đây phần này hơi thừa và hơi thiếu này ở đây bị thiếu này thì mình sẽ giữ giữ phím ship để chúng ta chọn thêm ha giữ phím ship các bạn sẽ thấy là cái con chuột của mình á nó có thêm dấu cộng đây các bạn thể thấy nó nó có thêm dấu cộng này là chọn thêm thì các bạn sẽ giữ phím ship mình đang sử dụng công cụ là lasso tool nha anh em đây lasso tool này ha rồi còn để trừ đi các bạn sẽ đè phím internet ha nếu sử dụng Photoshop CC 2017, Phương Tha Lam thì nó sẽ không có cái công cụ là Select Subject nha. Thì lúc đó các bạn sẽ phải gọi là, sẽ phải nâng cấp cái phiên bản của mình lên, cài những phiên bản mới hơn. Và khuyên thật, nếu như hiện tại máy ảnh, máy tính của các bạn có cấu hình nó phù hợp á, thì anh em nên sử dụng những cái phiên bản cao chút, ví dụ từ CC 2019 trở lên để chúng ta có những công cụ thông minh như thế này ha rồi thì đó là cái ví dụ về cái quick selection đơn giản đúng không à, quick select subject à, click một cái là nó nhận thôi rồi ok thì đó là cái tính năng của những phiên bản mới còn trường hợp ví dụ như là bạn của bạn phương Thoa Lam thì chúng ta không có cái công cụ này không có cái select subject này thì làm sao thì ở đây mình sẽ sử dụng cái công cụ là quick selection tool nó sẽ nằm ở chung ở trong cái uh, cái cái nhóm tool với lại magic wand tool ha cái nhóm này nếu như nó đang ở magic one này các bạn sẽ click chuột phải và chọn là quick selection tool ha click cái rồi công cụ này ấy, nó sẽ hỗ trợ anh em chọn cái vùng rất là nhanh các bạn sẽ chỉ việc uh, có con chuột này các bạn có thể tăng size của nó lên đây tăng size của nó lên đó như này rồi giảm uh, spacing đi trước rồi ha thì bây giờ các bạn muốn lấy vùng chọn ở đâu các bạn chỉ việc click và di chuột giữ chuột ha chúng ta đưa chuột tới những cái vị trí của cái uh, của cái người đó thôi ví dụ như là chọn đây chọn đây chọn áo này các bạn thể zoom vô nhìn cho nó dễ ha dự đó chọn phím mà z đó. chọn phím z sau đó chúng ta zoom vô rồi chúng ta cứ vậy click chuột và lấy thêm vùng ở chân nè vùng ở dày nè thêm cái uh... đây phần váy nè phần uh, túi sách nè cái tóc nè phần tóc trỏ phía trên nè đã click vài cái thôi việc gì phải dùng pen anh em việc gì phải dùng pen nếu như mà nó đã nhanh như vậy rồi anh em sử dụng pen làm gì cho nó mất thời gian rồi <laughs> mình 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 ở đây để mà dũng sĩ tiêu diệt pen tool nè à? kiểu <laughs> <laughs> rồi ok thì đây nếu như thừa thiếu gì thì anh em có thể sử dụng lasso tool để mà các bạn chọn thêm ha lasso tool này à, giữ phim ship để chúng ta chọn thêm vùng á, chọn thêm cái chi tiết tất nhiên là mình không có gọi là cấm cản gì trong cái chuyện là anh em sử dụng pen tool để tạo vùng chọn cả ha tại vì nó cũng là một công cụ nó vẫn là tính năng nó vẫn có cái kết quả nhưng vấn đề á, là cái kết quả đó có xứng đáng hay không so với cái thời gian mà anh em bỏ ra Tại vì nếu như mà thời gian anh em bỏ ra cũng nhiều đó Nhưng mà cái chất lượng nó không khác gì nhiều So với chuyện chúng ta sử dụng công cụ Quick Selection Thì việc gì không sử dụng Quick Selection cho nó nhanh Đúng không? Rồi ok Sau khi các bạn đã tạo vùng chọn rồi Thì các bạn sẽ thấy chúng ta sẽ có một cái vấn đề Đó là tóc Tóc Rồi đây là tới cái phần câu hỏi Và rất là nhiều anh em hôm qua Hôm qua thì mình có nhắn tin À, có có post một cái cái tutorial cái cái post ở trên uh, fanpage của mình ở trên cái fanpage facebook á thì mình có hỏi là trong cái quá trình mà cắt nền á uh, thì uh, mình hay gặp cái vấn đề á, là cái gì là khó nhất thì em mới, thì anh em mới nói với mình á đa phần là tóc thì uh, một phần nữa một cái câu hỏi cái câu hỏi nữa mà ngay à uh, bạn, bạn bạn Hà Thành bạn có đang chat kìa Uh, cái um, hay gặp nữa là cái phần vùng chọn nó không được mượt, không được mượt. Thì làm sao để điều chỉnh? Đây, các bạn sẽ sử dụng công cụ là select and mask giúp mình ha. Ở trong cái bất kỳ một cái nhóm tạo uh, vùng chọn nào, ví dụ như là marquee tool này, lasso tool này hay là quick selection thì nó sẽ đều có cái công cụ là select and mask ở đây. Ha, hoặc là các bạn sẽ vào trong menu select thì nó cũng có select and mask ha select and mask này à, ví dụ như là các bạn sử dụng phiên bản CC 2015 trở xuống nếu mình nhớ không nhầm thì nó sẽ tên là refine edge refine edge refine edge có nghĩa là điều chỉnh lại cái viền điều chỉnh viền á điều chỉnh viền à, và select and mask thì nó cũng kiểu như thế cũng là điều chỉnh lại cái vùng chọn ha đây các bạn có thể đưa vô và các bạn sẽ thấy cái menu của nó nè create all refine uh, refine Selection. À, khi các bạn click vô, thì nó sẽ cho các bạn cái uh, cái um, đây cái um, uh, sorry rồi cái công cụ để chúng ta có thể điều chỉnh lại cái vùng chọn làm sao cho nó mượt. Ha, à, nếu như trường hợp các bạn sử dụng uh, tạo vùng chọn bằng uh, Quick Selection hoặc là Lasso Tool mà các bạn cảm thấy nó không được mượt hoặc là cái phần tóc các bạn cảm thấy không được mượt, các bạn có thể làm theo cách này. Đây là một trong những cách. Tất nhiên là có những cách sau mình bị mình hiểu, mình có những cái khó khăn. Nhưng mà từ từ đi từng cái đã. Đây, thì ở trong Select and Mask này các bạn có thể sử dụng công cụ thứ hai này ở bên góc tay uh, trái của anh em, bên trái màn hình á. Uh, cái công cụ thứ hai là để chúng ta refine, uh, là chúng ta điều chỉnh lại cái phần viền. Các bạn có thể click chuột và đưa vào phần vùng tóc, các bạn sẽ thấy là Photoshop nó sẽ tự động xác định ở đâu là nền và ở đâu là tóc để nó tự động nó làm mềm cái chi tiết ra ha? các bạn có thể thấy là khi chúng ta click vô này đó nó sẽ khử đi những cái phần chi tiết đó ha ví như là ở bên này cũng vậy thôi mình sử dụng công cụ thứ hai nè click chuột đưa chuột và đưa như thế này thôi còn lại Photoshop nó tự xử lý cho chúng ta và các bạn sử dụng phiên bản càng mới thì tính năng này nó sẽ hoạt động càng tốt ha càng mới thì sẽ càng tốt rồi Ok, sau khi nó đã xong rồi, nếu các bạn không thấy nó hiển thị như này, các bạn thể chọn ở đây ha. Đây là cái cách hiển thị mặc định, thông thường mình hay để là overlay. Đây này, cái màu đỏ cho các bạn dễ nhìn ha. Ở phần phía dưới ở uh, global Refreshment này thì mình sẽ uh, điều chỉnh lại cái phần vùng chọn của toàn ảnh. Ha, ví dụ như là các bạn cảm thấy uh, nó không được mượt thì các bạn sẽ tăng cái smooth lên. Smooth là cho nó mượt đó, nó nó khử đi cái răng cưa đó, ha. Rồi uh, Feeder thì làm cái mềm cái biên ra. Các bạn có thể để khoảng cỡ 0. chấm mấy pixel. Nhớ nha, để không chấm mấy thôi. Uh, nếu làm cao quá nó bị mờ cái vào phần vùng biên đi, thì nó không được uh, tốt. Ha Contrast thì các bạn sẽ tăng cái độ nét của vùng trọ lên. Ship Edge thì các bạn sẽ lấy bớt hoặc là lấy lấy thêm những cái vùng biên, ha. Thông thường mình hay giảm đi một vài phần trăm. dụ mình để cỡ trừ một phần trăm đi, ha. 3%. Rồi. Cái decontaminate colors thì nó sẽ giúp các bạn khử những cái phần màu uh, bị ám ha trường hợp mà ví dụ như là những cái phần mà anh em những cái phần mà anh em chọn uh, cái background á nó hơi nhiều màu và tóc thì nó một màu thì khi mà các bạn chọn như vậy á thì các bạn có thể tích vào cái để decontaminate để colors để nó khử những cái phần cái ánh sáng mà nó mờ mờ phía sau cái tóc đi, à, những cái màu khác ở phía sau tóc đi à, và nó làm cho cái tóc của bạn nó có cái màu thực tế hơn. À, sau khi xong rồi các bạn cũng có thể chọn output là lay, new layer with layer mask, click ok một cái. đó. thì chúng ta sẽ có kết quả cuối cùng là như này. các bạn sẽ thấy nó cũng khá ổn đúng không? khá ổn, không phải là tệ gì đó, việc gì đâu mà chúng ta phải sử dụng uh, pen tool gì đấy, mượt mà, đâu có bị uh, răng cưa gì đâu đúng không? Đó là sau khi chúng ta sử dụng cái uh, uh, select kia ha Và các bạn thấy là cái ảnh này Chúng ta có thể sử dụng ngay được Đây, mình có thể sử dụng cái công cụ move tool Đây, công cụ move tool ha uh, Mình kéo chọn người này Đưa qua bên hình uh, của chúng ta luôn Đó, đơn giản không? heo ổn đúng không? Tóc nè, ổn mà, đúng không? Rồi, đấy là một cách Tuy nhiên, có những cái ảnh Mà cái phần vùng chọn của chúng ta Nó khó hơn rất là nhiều uh, Ví dụ như là cái lá này hoặc là nan hoa xe đạp này à, hoặc là von cô dâu này ha, những cái von thì nó rất là khó và chúng ta có thể làm bằng một cách như sau sử dụng channel à, mình biết có rất là nhiều người đã hướng dẫn các bạn cách sử dụng những cái channel này để tách tóc rồi nhưng mà không ai giải thích cho các bạn cả và có lẽ là để giải thích thì chỉ có một thằng duy nhất ở ở việt nam mà thường giải thích cho các bạn thôi đó là mình <cười> <cười> xin lỗi anh em hơi tự kiều tí nhưng mà đó là sự thật ha đó là sự thật mình chưa thấy kênh nào mà giải thích chịu giải thích cả toàn là hướng dẫn bước làm ABC ở tới bước này các bạn sẽ chọn công cụ này bôi vào đây chọn qua channel nhân đôi layer này lên xong rồi ở ừ, tăng giảm level xong rồi quay trở lại tạo vùng chọn xong rồi tách nền không ai hiểu nó là cái gì cả hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho các bạn ha rồi cái phần channel này á thì nó sẽ có một cái lợi điểm và có phần khuyết điểm ha phần lợi điểm của nó là nó sử dụng ở trên contrast và màu sắc để mình có thể lợi dụng nó ha lợi dụng nó để mình có thể tạo ra một cái vùng chọn hợp lý ha nhưng mà nó sẽ có một cái vấn đề đó là khi mà cái ảnh của các bạn nó có những cái màu tệp nhau ví dụ như là cái phần phía sau này nó không phải là cái background tối như thế này không phải background tối như thế này mà nó lại một cái background trắng sáng ví dụ như là bầu trời chẳng hạn như vậy thì nó sẽ làm một cái vấn đề khác bầu trời mà kiểu bầu trời mà trắng mây luôn anh em thì nó sẽ đồng màu đúng không? Đồng màu thì nó sẽ làm một cái vấn đề lúc đó thì channel không làm được ha. Bởi vì cái ảnh của chúng ta nó sẽ cần một cái đó là cái contrast nó cao và màu sắc nó khác ha, màu sắc nó khác. Nhất là cái màu sắc nó khác Rồi. Để chi? Để khi các bạn click và chọn vào những cái uh, channel, những cái layer channel này á, cái channel này nó chính là ba cái thành tố uh, RGB ha, uh, red, green, blue là ba cái thành tố màu sắc ở trong ảnh của chúng ta đó. Và uh, cái phần nào là màu uh, có ánh sáng màu trắng á uh, và còn lại là màu tối á uh, thì cái chỗ đó uh, là cái phần mà cái màu sắc đó nhiều nhất, chỗ nào trắng là nhiều nhất, ha uh, chỗ nào tối là ít nhất. Thành ra là khi các bạn chọn vào cái phần uh, À, red hoặc Green hoặc Blue thì các bạn đều thấy là ừ tại sao von của cô dâu nó lại đều là màu trắng, ha. nó đâu phải là màu đỏ đâu, các bạn sẽ thắc mắc mình như vậy đúng không? Em à, thắc mắc đúng không? Ha, ok thì nó như thế này, đó là khi mà ba cái bóng đèn mà Red, Green, Blue ở trên màn hình á, nếu như cả ba bóng cùng sáng thì nó tạo ra màu trắng, ha, cả ba bóng cùng sáng nó tạo ra màu trắng đó lý do tại sao mà ở những cái phần màu trắng thì nó có cả red cả green cả blue ở trong đó mặc dù mình nhìn nó chẳng thấy màu đỏ chẳng thấy màu xanh chẳng thấy màu xanh lá cây đâu nhưng mà tại sao click vô cái layer mask này chúng ta vẫn thấy <laughs> cái phần màu trắng nó có màu đỏ nó có màu xanh lá cây và màu xanh dương nó lại đậm như vậy nó lại đậm tại vì nó màu trắng mà đó thì ok ha thì hy vọng là anh em hiểu rồi thì chúng ta quay trở lại ha chúng ta lợi dụng cái tính chất đó ha cái tạo cái tính chất là chúng ta sẽ có cái phần trắng á nó nổi bật hơn hoặc là cái phần màu uh, của chủ thể của các bạn á nó nổi bật hơn so với cái nền ví dụ như là ở ảnh này đi thì cái phần trắng á nó nổi hơn rất là nhiều so với lại background các bạn sẽ tìm coi là cái channel nào á thì cái phần trắng đó nó thể hiện rõ nhất ha thì các bạn sẽ chọn cái đó chọn cái đó ví dụ như là mình đang thấy là cái phần red này có thể là nó nổi bật nhất này Ha, nó sẽ nổi nhất ở cái von này cho chúng ta. Ha. Rồi, OK, mình sẽ quay lại. Cái phần von mình sẽ tách riêng và mình sẽ chỉ tách phần cô dâu trước thôi. Phần cô dâu thì nó đơn giản hơn, ta không cần phải sử dụng uh, selection. Ha. Không, không cần phải sử dụng channel. Mình sẽ sử dụng công cụ uh, đây thôi. Chúng ta sẽ sử dụng công cụ đơn sơ là quick selection thôi. Không cần phải pen tool, pen tổng gì cho nó mất thời gian ra. À, thời gian anh em là tiền bạc, thời gian là để ngủ. Chứ ai lại để đi đâu mà? À, ngồi mà vẽ này hết ngày rồi ok mình sẽ phải dìm pen tool à, tất nhiên mình không có ác cảm với pen tool cỡ vậy nhưng mà mình thấy anh em lạm dụng quá rồi ok sau khi chọn xong mình sẽ chọn thêm cái này à, anh em lạm dụng quá thì mình sẽ phải phủ đầu để mình <laughs> để mình làm sao cho anh em bớt dùng cái đó đi à, chúng ta dùng những công cụ chính xác là để tạo selection ở trên photoshop thì Adobe người ta lập trình ra cho mình như thế rồi, thì việc gì đâu mà anh em cứ phải đè những cái những cái công cụ mà nó đâu phải là để tạo vùng chọn đâu, mà anh em dùng nó để tạo vùng chọn thì nó nó cho các bạn một cái kết quả nó mất thời gian thôi chứ chẳng có gì. Khi nào khó quá thì mới phải sử dụng Pen Tool thôi nha. Rồi OK người mẫu là xong ha, mình tách nền đơn giản thôi, cần J chay nhân lên, cần chôn chay, phím chay, phím nằm giữa, phím H và phím K đó. Khi các bạn đang có vùng chọn, các bạn bấm cần chôn chay, nó sẽ nhân đôi những cái uh, pixel ở trong cái layer của chúng ta ha và chúng ta sẽ có cái layer mới đây layer mới đây chưa có vòn ha và bây giờ chúng ta sẽ lấy cái vòn lấy cái vòn riêng mình nhân đôi layer background lên cũng cần chôn thôi ha và chúng ta click vào layer background nha nhớ chọn layer background chúng ta qua phần channel chúng ta có thể tắt cái layer một này đi là layer một mình sẽ đặt tên là layer cô dâu những cái trường hợp ví dụ như là von xe đẹp nan sẽ đẹp á hay là những khác cũng tương tự như vậy nha À, thì các bạn cố gắng làm sao để chúng ta có một cái hình gốc á, cái background nó nó nổi bật so với lại cái cái hoặc là nó chìm hẳn ha ví dụ nó tối hẳn so với lại cái chi tiết của chúng ta thì để chúng ta tách nền rồi ở đây mình sẽ sử dụng cái channel red đi tại vì red thì mình đang thấy là cái chi tiết của cái von lên ok này chi tiết của von lên ok và đó mình chỉ đơn giản như vậy thôi về cơ bản cái ảnh cái ảnh này thì cái phần von nó thể hiện rất là ok thì ở đây chúng ta sẽ click ha hoặc là click chuột phải và chọn là duplicate layer thì chúng ta sẽ có một layer mới đó layer mới đây mình sẽ đặt tên là layer này là tạo vùng chọn cho uh, lấy vùng chọn đi lấy vùng chọn von đó ok ha rồi các bạn click trở lại tắt cái con mắt của layer red đi rồi uh, layer layer lấy vùng chọn von này á thì chúng ta sẽ có thể sử dụng cái uh, level hoặc là curve để làm gì để mình muốn làm nổi bật hơn cái này nữa mình tăng contrast lên đó, mình tăng contrast lên ví dụ như là mình sử dụng uh, um, level đi, cần l mình nhấn cần l cho nó nhanh hoặc nếu như các bạn uh, giữ chọn đây các bạn vào trong uh, image adjustment và chọn là level đây chúng ta sẽ có cái level đây ha, click cái thì nó sẽ ra cái bảng level này cho chúng ta ở đây thì các bạn có thể uh, tăng giảm làm sao đó các bạn cái này không có thông số cụ thể nhưng mà các bạn cố gắng kéo làm sao đó để chúng ta thấy được cái phần von nhiều nhất ha và background chúng ta chìm đi nhiều nhất thì chúng ta dừng ha ví dụ như là mình cảm thấy như này là ổn tại vì cái von của chúng ta cũng đã hiển thị khá là rõ rồi các bạn nhớ để ý giúp mình nha đừng làm cho nó contrast cao quá tại vì ví, ví dụ không là những cái chi tiết li ti ở trong cái phần von này nó sẽ mất ha các bạn sẽ chỉ làm vừa đủ thôi làm sao để cho cái à, cái phần von của chúng ta nó hiển thị ok đã ví dụ như này ha, cái này là kinh nghiệm ha các bạn có thể tự kéo một vài lần và các bạn sẽ có cái kinh nghiệm để chúng ta uh, gọi là dễ uh, thao tác về sau hoặc là các bạn có thể thử lại mà cảm thấy chọn vùng xong mà các bạn chưa nghĩ và quay lại chúng ta làm lại đâu có gì đâu rồi sau khi xong rồi ha sau khi xong rồi các bạn giữ phím control giữ phím control và click vào cái thumbnail của layer lấy vùng chọn này ha về thumbnail ha. Giờ các bạn sẽ mở cái layer RGB này lên và tắt cái layer này đi ha. Tại vì layer này là xong rồi. Mình đang muốn sử dụng cái layer này để mà mình lấy cái vùng von thôi. Ha, sau khi xong rồi các bạn sẽ qua bên layer background và chúng ta chọn cần chôn chay. Rồi, thì đây chúng ta sẽ có cái von ha. Thì đây mình sẽ tạo một cái layer ví dụ màu gì đó đi. Ví dụ mình chọn là solid color là màu màu tím mà hồng gì đi cho các bạn dễ đây màu 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 đây màu này đi ha rồi xong chúng ta có cái vòn này ha bây giờ von thì nó có những cái thừa ở đây đúng không thì các bạn có thể sử dụng eraser cũng được hoặc là sử dụng uh, layer mask này các bạn bỏ bớt đi những cái thừa đây layer mask màu đen nhé layer mask màu đen để chúng ta bôi bỏ đi những cái thừa nhớ là chọn layer mask trước nhé rồi ở phần này thì không phải là vào phần tay cô dâu thì nó đã có một cái layer cô dâu ở trên che đi rồi cho nên là chúng ta có thể thoải mái chúng ta bôi kiểu thế đơn giản như vậy thôi ha, ví dụ click đây cái đó thì chúng ta sẽ có cái layer cô dâu khá là đơn giản đúng không mình có thể gom cái này lại thành uh, một layer nè rồi ví dụ đưa cô dâu đi uh, đi chơi uh, đi chơi đây đi hả đó các bạn thấy là cái von rất là ok đúng không nếu các bạn muốn các bạn có thể điều chỉnh lại làm sao đó cho nó phù hợp hơn ví dụ như là nhân đôi layer cái von lên để nhìn cho nó cái von nó 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 đậm màu hơn chẳng hạn như vậy thì anh em hình dung được cái chuyện là chúng ta sử dụng layer mask à, channel để làm cái gì chưa ha channel là để chúng ta lợi dụng cái contrast của một lớp màu sắc ví dụ như là red green blue một trong ba cái thành tố màu sắc cơ bản đó ở trên cái ảnh của chúng ta chúng ta lợi dụng nó để chúng ta tăng contrast lên và ở trong cái quá trình tăng contrast đó là chúng ta sẽ lấy cái phần chi tiết sáng Ha. Phần chi tiết sáng chính là cái phần mà ông ta giữ này Làm sao đó ví dụ như là các bạn các bạn uh, tách nền cái căm xe đạp đi Thì các bạn sẽ đảm bảo là chúng ta sẽ làm cho cái phần căm xe đạp nó sáng hơn Ở trong này các bạn có thể sử dụng, sử dụng brush này Brush màu đen các bạn bôi bỏ đi những cái phần thừa ở ngoài cũng được Nếu các bạn không muốn layer mask ở ngoài Các bạn có thể sử dụng layer, layer lay, lay, cái cái brush này Các bạn bôi bớt đi Phần cô dâu mình không lấy thì mình cứ bôi đi cũng được đó, Tại vì mình chủ yếu là mình cần cái von thôi à, Các bạn bôi đây cũng được này bôi mặt cô dâu bôi bớt thì người cô dâu cũng được nữa miễn làm sao cái phần trắng của chúng ta là chúng ta lấy ha ở cái 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 channel á, là cái cái phần mà chúng ta sẽ sử dụng cái contrast để chúng ta lấy cái phần sáng ha ở ảnh này mình đang muốn lấy cái von thành ra là mình sẽ miễn làm sao cái von của chúng ta nó sáng ha và bởi vì nó là cái von nó sẽ có những cái lỗ li ti ha và các bạn có thể thấy là sử dụng cách này á ánh sáng hoặc là cái màu sắc ở trên này là những cái mà không thể chối cãi được kể cả đó là những cái chi tiết nó nhỏ như thế nào đi nữa, nó là những cái pixel nhỏ đi thế nào đi nữa bởi vì một pixel nó cũng là cái thành tố red green blue thành ra là cái cách để ông ta lấy những cái chi tiết bé bé như này bằng channel. Đó là một cách rất là hay ha. Và các bạn có thể thấy là kể cả cái von đi, những cái lỗ li ti như này mình còn lấy được huống chi là cái cam xe đẹp. Em hình dung đúng không? Thì thì đó là cái 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 cách để ông ta sử dụng cái channel để ông ta tách nền cái cái cách làm thì nó sẽ là như vậy ha và cái à, lý thuyết nó là như vậy để anh em hiểu được là anh em đang làm cái gì chứ không phải là ở ừ, cứ mặc định là qua channel xong rồi nhân đôi đại một layer green lên xong rồi kiểu thế nó nó không có thực tế ha và nó không có thực tế và ít nhất là anh em phải hiểu anh em đang làm cái gì thì nó mới có tác dụng được ok à, chào bạn châu trọng đức nhé à, video này thì mình có giữ và mình sẽ up lên kênh nữa Uh, ok, hello Diệu Lê, hello Trần Cương Rồi, thì mình hy vọng là cái bước vừa rồi đã làm cho anh em hiểu được là cái channel nó hoạt động như thế nào Nếu anh em đã hiểu và anh em thích Hãy nhấn nút thả tim và comment số 1 cho mình để mình biết được Hoặc là comment trái tim đi Để mình biết được là anh em đã hiểu ha Và nếu anh em còn thắc mắc chưa hiểu Anh em hãy đặt câu hỏi phía dưới để mình có thể trả lời cho anh em ha Rồi, sau khi các bạn tách nền xong ha Thì chúng ta sẽ thấy là ở cái bước mà các bạn tách nền bằng von đó Ha, tách nền bằng channel á thì các bạn sẽ có một vài cái uh, lưu ý đó là khi nào thì chúng ta có thể sử dụng được cái um, cái cách làm này ha cái cách làm này á thì nó 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 sẽ phù hợp khi mà cái ảnh của các bạn nó có cái độ contrast tốt hoặc là cái màu sắc của nó tốt ha ví dụ như là cái 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 nói gì nói thôi cái cái giới hạn công nghệ hiện tại nó là như vậy anh em anh em phải chấp nhận còn nếu như trường hợp mà cái nền nó sáng như thế này ha cái nền nó sáng như thế này và cái uh, von của ta nó cũng sáng thì lúc đó mắt mình nhìn còn không ra hướng gì đâu là phần mềm. Anh em hình dung cái đó không? Cái nào cái nào mà mắt anh em nhìn ra thì phần mềm nó mới làm được, chứ còn như kiểu mà mắt mình nhìn không ra nữa thì đời nào mà phần mềm nó làm được. Thành ra là cái phần phần này thì nó sẽ phải ở một cái giới hạn nhất định thôi cái phần tách nền á, nó ở một cái giới hạn nhất định thôi ha. Rồi thì chúng ta đã qua hai ba ba cách làm để em ta tách nền rồi ha đó là tách nền tự động này tách nền bằng quick selection này và tách nền bằng channel ha và tới một cái bước nữa là anh em hỏi mình hôm qua rất là nhiều đó là khi mình tách nền thì gặp vấn đề về tóc nhiều à, vấn đề về tóc tại vì những cái tóc mà li thi lưa thưa như thế này á thì nó sẽ là một cái vấn đề rất là lớn khi mà anh em tách nền ra và nhìn nó không có anh em thả cái cốc bia nữa chứ nhìn theo <laughs> ok rồi À, khi tách nền tóc kiểu như này á, thì nó sẽ có một vấn đề là những cái tóc lưa thưa á. các bạn không thể nào lấy được bởi vì như mình nói đã mắt mình nhìn còn không ra huống gì đâu là phần mềm anh em hình dung không rồi nhưng mà nó vẫn sẽ có những cái cách ha cách thứ nhất á, là chúng ta sẽ sử dụng cái công cụ như sau Chúng ta sẽ lợi dụng một cái phần đó là chúng ta sử dụng cái blending mode multiply à, mình biết sẽ có nhiều bạn cũng không biết được là multiply nó nó tác dụng nó như thế nào à và ok thì bây giờ mình sẽ hướng dẫn anh em cái phần multi fly này á, thì nó sẽ có một cái tác dụng rất là tốt khi khi và chỉ khi cái tóc của anh em là màu đen ha, tóc là màu đen và nền gốc của anh em á, là một cái màu sáng ha gốc là màu sáng rồi thì ví dụ như là ảnh này đi thì mình thấy nó phù hợp đây mình sẽ zoom vô cho anh em thấy này đó cái tóc của chúng ta là tóc đen này và cái nền phía sau là nền vàng đó là một cái nền sáng hơn màu đen ha? miễn làm sao sáng hơn màu đen là được rồi và chúng ta có thể sử dụng ảnh này đây mình sẽ open with uh, Photoshop ha mình mở hình này ở trong Photoshop rồi bây giờ chúng ta sẽ tách nền mình sẽ sử dụng uh, select subject thôi rồi cách này thì nó sẽ gọi là thực chiến hơn chút ha thực chiến và nó hơi uh, cũng ổn hơn nhưng mà nó cũng tất nhiên rồi nó có một cái điều kiện đó là như mình nói rồi đó nó sẽ phải có uh, cái um, cái điều kiện là cái phần uh, phần ảnh phần ảnh gốc của chúng ta cái phần tóc nó phải rõ ở trên cái nền ha phần tóc phải rõ ở trên cái nền uh, mình sẽ tắt yellow đi ha rồi sau khi uh, các bạn đã tách như vậy xong thì chúng ta sẽ tách bỏ những cái phần tóc thừa ví dụ như là mình sẽ tách ở đây ha hoặc là ví dụ như là các bạn tự chụp đi các bạn tự chụp đi thì các bạn sẽ có những cái phần tóc thừa đúng không thì các bạn có thể tách tách cái phần người ở trong và chừa lại cái phần tóc ở ngoài nhé à, đó miễn làm sao các bạn chừa lại những cái phần mà tóc lưa thưa lưa thưa như thế các bạn chừa lại thôi ở đây mình sẽ demo cho các bạn thôi nha không làm quá kỹ nhé tất nhiên là nói vậy thôi chứ bữa nay livestream mà kinh lớn như thế mà làm không kỹ thì anh em coi ra gì được người ta đã đánh giá hạnh phúc ra rồi ok <cười> <cười> sau khi xong rồi thì mình sẽ à, tạo vùng chọn à, bỏ lớp thừa này đi à, rồi mình nhân đôi lên rồi anh em um, anh em nào còn chưa tag bạn bè vô không tag vô đi bạn tốt với nhau cả và gặp những cái chương trình hay ho như thế này mà không tag vô thì còn đâu tình nghĩa anh em đúng không rồi ok thì uh, sau khi xong rồi ha sau khi xong cái phần uh, phần người chính rồi đây phần người chính của ông ta không có phần tóc ly thi nha không có phần tóc lừa thưa không có phần tóc lừa thưa đây mình sẽ bỏ bớt những cái phần tóc lừa thưa này đi ai phần những cái phần thừa ha những cái phần thừa ở trong cái ảnh của ta đi ok rồi bỏ đi thôi tại vì mình đang ở cái layer cô gái ha rồi mình sẽ quay trở lại mở lại layer background và ở đây background này á bây giờ chúng ta sẽ làm theo cái bước là chúng ta lấy cái phần tóc lưa thưa hồi nãy là mình lấy phần người rồi bây giờ mình sử dụng công cụ nào cũng được pen tool cũng được nếu anh em muốn nếu anh em muốn mất thời gian anh em có thể sử dụng pen tool còn nếu anh em muốn nhanh có thể sử dụng quick selection kiểu thế cách nào cũng được không sao cả miễn là anh em có quý trọng thời gian của anh em hay không thôi đúng không? <laughs> mình không biết là nãy giờ mình dìm hàng pen tool vậy rồi anh em nghĩ cái gì nhỉ kiểu thằng phúc này nó ác cảm với pentool quá ta kiểu thế rồi ok mình đang chỉ đơn giản là mình sử dụng một cái công cụ để chúng ta có thể lấy được cái vùng chọn uh, trong cái phần mà tóc uh, lưa thưa thôi nhé rồi ok sau khi các bạn đã tạo vùng chọn ở phần tóc lưa thưa rồi ví dụ như là ở những cái ảnh khác uh, ví dụ như là ảnh ảnh này đi ha thì cái phần tóc lưa thưa nó sẽ nằm ở đây đây mình sẽ zoom nhiều đây phần tóc lưa thưa nó sẽ nằm ở đây này thì các bạn sẽ gom cái phần tóc đó tách riêng ra phần uh, rõ ràng thì chúng ta tách riêng ra hai phần khác nhau. Ha? Rồi ở uh, mình đã chọn cái vùng chọn của tóc lưu thơ rồi, mình quay trở lại layer background và mình nhấn Ctrl J nhân đôi lên và chúng ta sẽ có cái phần như thế này. Đó, các bạn sẽ thấy hai cái layer của chúng ta như thế này á. Rồi ở cái layer này, ở layer số 2 này, các bạn sẽ chuyển cái blending mode sang multiply. Uh, multiply mình sẽ phải tạo một cái layer ở dưới. Uh, chúng ta sẽ có một cái layer background solid color chẳng hạn như vậy. Đây, màu xanh đi cho nó khác cái nền gốc ha Màu xanh đi Rồi Rồi sau khi các bạn chuyển cái uh, blending mode của cái phần tóc lưa thưa này, mình sẽ đặt tóc lưa thưa Đó ok Vậy đây là cô gái này Hay là phần rõ đi um, Đây rồi ha Phần rõ xong rồi Tới đây là phần tóc lưa thưa này Thì các bạn sẽ chuyển cái phần blending mode ha, blending mode của tóc lưa thưa này, blending mode ở cái trên này ha Các bạn chuyển từ Normal qua multi fly từ normal qua multi fly cái này có tác dụng gì ở cái phần này mình tạo vùng chọn hơi hơi tào lao tí anh em kệ nhé tại vì mình chủ yếu mình muốn giới thiệu về cái này thôi về kỹ năng là chính về skill là chính ha rồi tóc cái multi fly multi fly này nó có tác dụng gì những người khác không giải thích cho các bạn đúng không mình giải thích <laughs> cái multi fly thì nó sẽ nhân đôi ha multi fly là nhân mà thì nó sẽ uh, làm cho cái uh, cái phần layer của các bạn đó nó sẽ so sánh với layer ở dưới cái phần nào là màu tối á thì nó sẽ làm cho layer ở dưới tối hơn ha à, và những cái phần nào màu xám thì nó sẽ biến mất ha và ở đây à, phần phần đúng rồi phần xám nó sẽ biến mất thì các bạn thể thấy là ở cái phần trắng nó sẽ biến mất chứ màu trắng nó biến mất và các bạn sẽ thấy là cái uh, tóc của ông ta nó sẽ được giữ lại lý do tại sao tại vì tóc màu đen tóc màu đen thì luôn luôn tối hơn ở dưới trừ trường hợp là cái nền ở dưới nó cũng tối luôn và nếu như trường hợp mà cái nền ở dưới nó tối như là màu tóc rồi đó thì quay lại cái trường hợp mình đã nói mắt mình nhìn còn không ra thì phần mềm nó nhìn kiểu gì <laughs> rồi ok thì khi các bạn chỉnh multiply như này á, thì cái phần tóc của chúng ta hoặc là các bạn thể chọn qua những cái khác miễn sao là cái tóc lưa thưa thôi thừa mình thấy multiply là ok à, Để để multiply thì cái nền nó sẽ bị chìm đi ha à, thì để cho nó biến mất như hồi nãy mình có nói đó phần màu đen nó sẽ được Photoshop giữ lại còn phần màu trắng nó sẽ biến mất ha, phần màu trắng nó sẽ biến mất thì bây giờ làm sao để chúng ta biến những cái khu vực khác thành màu trắng có thể sử dụng công cụ là level ha ở phần tóc lưa thư các bạn vào uh, image chọn adjustment và các bạn chọn là level đây hoặc là control l ha control l rồi nhầm curve chứ các bạn chọn level cũng được level cũng được hoặc là curve cũng được thôi chọn curve đi cho vui nãy mình làm level rồi rồi, ở cái phần curve này, các bạn sẽ tích vô cái eyedropper màu trắng này giúp mình. Cái cái eyedropper là cái cái ống hút đó anh em. Ở cái ống hút, ừ, các bạn sẽ click vô cái phần trắng giúp mình nha. Các bạn thể thấy là cả icon màu trắng này. Các bạn sẽ click vào những cái phần nền có sẵn ha, ở trong cái ảnh của chúng ta. Làm sao để cho cái phần tóc của chúng ta nó hiển thị rõ nhất có thể ha? Nếu trường hợp như là ảnh của các bạn mà nó có cái uh, độ chi tiết tốt á. Uh, ví dụ như là cái contrast nó tốt á thì nó sẽ cho các bạn cái chất lượng ảnh cuối cùng nó tốt, còn như ở đây cái nền nó cũng hơi tối này thì nó sẽ có chất lượng kiểu như thế này. Nhưng mà không sao cả. Có là tốt lắm rồi, bởi vì khi các bạn ghép cái hình này vô một cái nền khác á, miễn là có cái phần tóc lưa thưa thôi, còn lại nó sẽ ổn cả ha. Cho cho nên là hiện tại có những cái đoạn nó hơi đứt đoạn một chút mình đồng ý, mình chấp nhận cái chuyện đó luôn. Rồi và ở phần tóc lưa thưa này các bạn thể sử dụng cái eraser, cái cục tẩy đó. Các bạn là uh, click chuột phải và để hardness là 0% phần uh, trăm, size lớn chút. Và ở đây các bạn sẽ bôi xóa bỏ những cái phần tóc mà chúng ta không thể lấy lại đi và những cái phần mà tối, ha, những cái phần tối. Rồi chúng ta sẽ có kết quả cuối cùng như thế này. Ổn đúng không? Bây giờ mình sẽ click chuột phải và chọn là group cái này lại ha rút cái uh, layer này là bấm cần chôn g thôi chọn hai layer bấm cần chôn g rồi cho bạn này du lịch ấn uh, ai cập luôn cần uh, chôn t số 0 mình sẽ zoom nhỏ lại cho các bạn thấy kết quả cuối cùng này đây rồi tóc lưa thưa của anh em này đẹp không đẹp không đẹp chứ đúng không Tất nhiên rồi, phúc chỉ mà <laughs> Thì uh, tất nhiên là bây giờ nó lại quay lại một vấn đề đó là Như mình nói rồi đó Cái cách làm này nó ổn nhất Với lại hình á, mà nó có cái tóc là tóc đen Còn trường hợp mà tóc màu nâu á <laughs> Tóc màu nâu á là không làm được nha anh em, Tóc màu nâu làm cách này không được Tại vì cái tóc màu nâu á Cái contrast với lại cái nền nó thông thường nó hay bị tẹp tẹp với nhau uh, Nó hay bị lem đúng không? Đâu rồi Đâu Đây hả Ê, mình không thấy nó lem Không mình không thấy lem đâu Như vậy là ở cái mức độ gọi là chấp nhận được rồi à, Hồi nãy mình nói đây là cách cái cách thứ nhất rồi đúng không Và cách thứ hai nữa là chúng ta chấp nhận sự thật <laughs> à, Sự thật Đó là ví dụ như là khi các bạn chụp Để chúng ta ghép hình với idol chẳng hạn như vậy Để cho nó dễ nhất á, Hãy đứng ở bên cạnh những cái phần mà nó có cái nền Nó background nó có à, độ nổi khối tốt nhất ví dụ như là ừ, tóc anh em mà dài quá chẳng hạn như vậy thì anh em có thể đứng vô những cái phần à, tường á mà nó tường trắng ha và đứng xa xa cái bức tường ra. Nhớ nha, đứng xa bức tường ra để mà khi các bạn chụp bắt không có bóng đổ phía sau, không có bóng đổ phía sau người ta dễ tách nền hơn rất là nhiều. À, và trường hợp nữa nếu như các bạn à, tóc mà bù xù quá, đội cái nón vô, đội cái nón vô cho nó dễ. Nhìn bạn này coi, đội nón vô, tách rất là dễ luôn. Và công việc chúng ta tách nền thì nó nếu như mà ở những cái trường hợp như vậy nó sẽ dễ hơn cho bạn rất là nhiều thay vì các bạn cố gắng để tóc bù xù mà chúng ta tách nền đừng làm khó mình ha rồi với bức ảnh này thì hồi nãy mình đã tách nền rồi ha mình đã tách nền rồi và bây giờ mình sẽ cố gắng ghép bạn này ba à, những cái cách để chúng ta uh, tách nền thì các bạn đã hình dung được chưa ha có uh, nhiều cách rồi đó cách uh, sử dụng uh, select subject tự động rồi nè có uh, quick selection rồi nè có uh, gì rồi có channel này và cách thứ tư nữa là chúng ta sử dụng cái blending mode để chúng ta lấy tóc thì ít nhất là ba cách để chúng ta thách nền và một cách để chúng ta lấy tóc rồi ha hai cách để lấy tóc chứ tại vì các bạn có thể sử dụng select uh, select and mask hoặc là refine edge ở những phiên bản cũ để chúng ta có thể lấy lại tóc được ha còn lại của công việc của chúng ta chỉ đơn giản bây giờ là chúng ta sẽ ghép vô hình mới ok với hình mới này thì nó sẽ có một cái vấn đề là nó có bạn này đang đứng rồi uh, mình không biết người mẫu này là ai nhưng mình xin lỗi mình sẽ phải gửi lời uh, xin lỗi chân thành nhất <laughs> mình sẽ xóa bạn người mẫu này đi mình sử dụng công cụ lasso tool ha uh, xóa người nó cũng nhanh thôi nha mình sẽ sử dụng công cụ lasso tool hoặc là uh, mình sẽ sử dụng uh, quick selection thôi đây rồi đây sử dụng uh, select subject này để cho photoshop nó tự động nó lấy uh, vùng người mẫu này chúng ta sau đó mình sử dụng công cụ quick selection để chúng ta có thể lấy thêm những cái vùng chọn À, người máu các bạn cứ lấy uh, đại khái thôi nha các bạn lấy đại khái thôi không cần phải lấy chi tiết tại vì đằng nào phần này chúng ta cũng xóa đi ha chúng ta lấy để xóa đi thôi chứ không phải là tốt lành gì không phải ý đồ tốt lành gì nên không cần phải kỹ ở đây rồi <laughs> rồi ok thì sau khi xong rồi các bạn sẽ uh, làm một cái vùng chọn mở rộng cái vùng chọn ra ha chúng ta sẽ vào select và chọn là modify chọn là expand ha select modify expand có nghĩa là vào phần uh, tạo vùng chọn này Uh, điều chỉnh lại vùng chọn này và chọn là mở rộng vùng chọn ha chọn expand ở đây thì các bạn có thể nhập khoảng cỡ 5 đến 10 ảnh này thì kích thước nó tương đối nhỏ thành ra là mình sẽ để 10 đi mình sẽ thắt cái ảnh này đi tại vì chúng ta dùng xong rồi sau khi xong rồi các bạn sẽ vào edit và chọn là fill ha fill thì đây mình sẽ chọn là fill là content aware ha content aware và nếu các bạn sử dụng phiên bản mới nó có cái color adaptation là là nó tự động nó xử lý lại cái màu á, thì các bạn sẽ tích vô, không có thì cũng không sao cả à, Nhớ ta chọn là container quay nha, cho chọn là OK Và bùm Xong Đấy đơn giản như thế thôi, làm gì đâu mà chúng ta phải ngồi mà clone rồi này nọ cho nó mất công đúng không Rồi OK um... uh, Phần, uh, đâu rồi, đứng gần tường với hậu sau loãng là bị ao nét nhẹ với bị sai màu do auto white balance trong máy ảnh rồi, ok, đúng rồi đó. Đứng gần tường nó hay bị những cái trường hợp kiểu như thế, hay cho nên là cố gắng đứng xa xa cái tường ra. Nếu như anh em chụp để mà chúng ta ghép hình với lại idol của mình, dụ chụp với Lisa hay là chụp với Ronaldo hay là chụp với kiểu thế, Maradona kiểu vậy. Rồi, ok. Thì ở cái này thì cái cái blur này là lỗi của cái máy ảnh này. Có thể là mình đang dự đoán thôi, là cái ảnh này được chụp từ iPhone. Thành ra là cái xóa phông của iPhone nó cùi bắp nó như thế này <laughs> Ok mình đây sử dụng cái công cụ là mình sẽ sử dụng công cụ là Clone Stamp Tool à, Brush lớn chút Và mình sẽ bôi và mình à, Xóa à, cái phần à, à, Lấp lên ha Lấp lên ở những cái khu vực này Đó để cho chúng ta có một cái vùng nét nó rõ ràng như thế này Và chúng ta bật mà người mẫu chúng ta lên Rồi Mình sẽ Apply Layer Mask luôn, click chuột phải và chọn là Apply Layer Mask Rồi Ctrl T và mình thu nhỏ người mẫu lại sao cho nó ở cái uh, size cũng na ná như là người hồi nãy ha na ná như người hồi nãy ví dụ như là ở tầm này đi ha rồi mình quay trở lại một chút nha các bạn các bạn nhớ cái hình gốc hồi nãy không là người mẫu của chúng ta cái ánh sáng nó nằm từ phía bên tay uh, tay trái qua bên phải từ bên trái qua bên phải theo cái hướng này thế là ở cái hình người mẫu này cũng vậy thôi mình sẽ click chuột phải này chọn uh, flip horizontal tại vì cái người mẫu này thì đang ở cái hướng sáng ngược lại ha cho nên là mình sẽ click chuột phải và chọn là flip horizontal cái hướng này đó mình cảm thấy hướng này ok với một phần nữa là ừ, kim tự tháp người ta như thế này hôm nay đứng nhìn qua góc bên tay phải nhìn nó tù quá ha rồi sau khi xong rồi chúng ta sẽ phải làm một cái công việc đó là chúng ta sẽ tạo bóng ha chúng ta sẽ tạo bóng um, rồi các bạn muốn tạo bóng hay là làm màu trước nhỉ nếu như các bạn muốn làm màu thì đây. Đây là cái layer background của chúng ta nhá. Thì layer layer nền này, mình sẽ đặt tên là layer nền đi. Và đây là layer người này. Rồi, để làm sao cho cái hình cái cái người mẫu của chúng ta nó tệp màu với lại nền á, các bạn sẽ làm công công cụ đơn giản như sau. Các bạn chọn layer người ha. Sau đó các bạn sẽ vào image, chọn adjustment và chọn là match color ha, match color. Sau đó ở trong cái bảng match color này, match color nó sẽ hỗ trợ cho anh em đó là nó đúng như cái tên luôn á. À, làm cho hình làm cho màu giống nhau. Ha? mình không nhớ cái match tiếng 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 Việt nó đọc là cái gì nhưng mà nó làm đồng bộ màu kiểu như, kiểu như vậy, làm đồng bộ màu giữa hai lớp. Rồi, cái suộc ở đây thì các bạn sẽ chọn suộc là ảnh uh, untitled là đây là cái file document của mình này. Cái document đó cái ảnh gốc và cái ảnh uh, untitled. Đây là cái cái cái, cái uh, hình mà mình đang ghép đó. Các bạn sẽ chọn như đó và layer các bạn muốn làm cho nó ảnh hưởng màu lên layer người này chính là cái layer nền ha, layer nền. Rồi, sau khi các bạn chọn xong các bạn sẽ thấy là cái màu nó sao kỳ cục quá. Rồi ok. Thì đây các bạn sẽ click vô cái neutral line này giúp mình. Sau đó các bạn sẽ tăng cái fade lên. Tăng cái fade lên cho tới khi nào các bạn cảm thấy là cái contrast à cái màu sắc của nó nó hợp lý ha thì chúng ta dừng. Ở đây thì cái ảnh gốc cái contrast nó tương đối thấp tương đối thấp thành ra thì mình sẽ để nó loanh quanh khoảng cỡ 40 hai đi mươi 42 đi. Rồi chúng ta sẽ có kết quả cuối cùng như thế này. Đây là mình sẽ tạo một cái snapshot trước này, sau này. Ok, ok, đó rồi. Đây. History cho ra ngoài. Đây cho các bạn dễ nhìn thôi chứ không có gì. Đây đây là trước này, sau này. À, đây là trước này, sau này. Trước, sau. Đó tùy các bạn cảm thấy như thế nào là phù hợp thì anh em có thể uh, anh em có thể điều chỉnh nha cho nó phù hợp rồi uh, tóc trùng với nền thì tách như thế nào vậy uh, nếu trường hợp mà tóc trùng với nền đó, thì mình có một cách đó là chấp nhận sự thật và chúng ta chụp lại mình xin lỗi bởi vì, vì nói câu đó nó hơi 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 thiếu chuyên nghiệp ở trên một kênh stream nhiều người như này nhưng mà thực ra mình cũng không có cách nào anh em ạ không có cách nào cả tại vì nó, cái giới hạn công nghệ hiện tại nó là như vậy. giới hạn công nghệ hiện tại nó là như vậy. Nó không phải là giới hạn của mình. Nó không phải giới hạn của mình nha. Mình phải nói rõ ràng Đó <laughs> là giới hạn của công nghệ ha. Rồi, mình có thể làm cho cái ảnh này nó nó khá hơn chút tại vì hồi nãy mình cảm thấy mình để như vậy thì nó hơi hơi uh, quá, hơi quá ha. Mình sẽ để quay trở lại Untitled này và chọn layer nền này, này và để faded uh, cao lên chút. Rồi, tầm này đi 69 đi thấy số đó rồi ok anh em có câu hỏi nào không nếu có thì cứ chết nha tại vì mình thấy anh em hỏi hơi ít ok rồi sau khi các bạn làm xong rồi thì màu đã đồng bộ nếu như trường hợp và những cái ảnh khác thì bạn có thể test thử để cho nó phù hợp ha nhưng mà mình sẽ phải nói lại một chút ví dụ như là các bạn à, ghép cái ảnh người này đứng vào đây đi thì các bạn sẽ không thể nào dùng cái stock mà kiểu như này được không thể nào được lý do một phần là bởi vì cái phần ánh sáng ở trên người mẫu này các bạn cảm thấy nó hợp lý không không đúng không nó loang lộ nó có những cái phần mà loang lộ như thế này ha thành ra là khi các bạn ghép vô á, thì tự nhiên ở sa mạc thì làm gì có bóng cây nào mà có lá lớn như vậy để các bạn có thể tạo được cái cái phần cái phần mà mà mà, mà, mà ánh sáng nó loang lộ như vậy đâu đúng không rồi à, ví dụ như ảnh này thì ok tại vì ảnh này thì cái phần sáng nó rất là gắt và nó phù hợp nhưng mỗi tội là cái phần uh, phần góc chụp nó hơi thấp chút thôi ha uh, ví dụ như ảnh này cũng khá ổn vì vì nó đều và các bạn có thể tăng sáng lên được đó kiểu như vậy nhớ chọn những cái ảnh stop để cho nó phù hợp với lại ánh sáng nha ánh sáng của stop uh, của ảnh gốc và của ảnh người các bạn ghép vô nó phải hợp với nhau ha? nó phải hợp với nhau sẵn thì chúng ta ghép vô nhìn nó mới uh, thật được rồi sau khi xong rồi các bạn sẽ tạo một cái bóng ở đây. Mình sẽ cần Shift N, mình tạo một cái layer mới ha. À, tạo layer bóng thì các bạn có thể làm rất là nhiều cách. Ha, các bạn có thể nhân đôi layer người, là, nhân đôi layer người. À, và layer ở dưới này mình sẽ tạo là bóng, Hả? bóng. À, ý mình là cái bóng chứ không phải là bạn. Thôi, rồi đây. Sau khi các bạn đã tạo cái layer bóng này xong rồi, các bạn sẽ à, chọn layer bóng bằng cách bấm cần giữ phím cần Ctrl, ha giữ phím cần Ctrl và click vào cái thumbnail layer này ha. Click vô để chúng ta có cái um, tạo vùng chọn người mẫu như thế này thôi. Và các bạn sử dụng công cụ là nào cũng được, các bạn sử dụng brush cũng được ha. Brush đi. Brush màu đen ha, brush màu đen nha. Và các bạn sẽ bôi vào người mẫu của chúng ta. Đấy, bôi như thế, đơn giản như vậy thôi. Có nhiều cách khác nữa các bạn muốn làm cách nào cũng được ha. Nhưng mà mình thì làm như vậy cho các bạn dễ hình dung. Rồi, mình bật lại layer người ha. Và chúng ta có hai layer. Um, OK, bye bye, Châu trọng Đức nhé. Rồi à, ở đây mình đang có layer người và layer bóng nè. Layer bóng này chúng ta sẽ bấm cần t hoặc là các bạn vào edit và chọn là free transform cũng được free transform. Ha, à, rồi ở đây các bạn sẽ chọn là distort, ha à, distort và các bạn sẽ rời cái bóng này, à, rời cái bóng này ở cái mức độ nào đó anh em cảm thấy nó phù hợp. À, ví dụ như là mình cảm thấy để tầm như như này đi hả tầm như này khá ổn rồi enter đó sau khi xong rồi các bạn sẽ có một cái layer bóng như thế này ha rồi layer bóng này thì nó sẽ có một cái vấn đề <laughs> đó là có vấn đề nó chưa thật lắm ha cái layer bóng này thì các bạn sẽ sử dụng cái công cụ là uh, sử dụng brush này hoặc là công cụ lasso tool hay lasso tool đi mình sẽ bôi và mình tự tạo những cái bóng làm sao cho nó phù hợp tại vì cái phần như kiểu phần chân này nó tiếp giáp với lại phần bóng ấy, thì tất nhiên nó phải là màu đen chứ không thể là màu à, màu màu sáng như thế này được ha thành ra là những cái phần tiếp giáp các bạn sẽ phải tự vẽ lại làm sao cho nó phù hợp mình không biết là ở phần giữa hai chân này nó có cái phần à, khe đổ qua hay không cho nên là mình à, các bạn có thể tự tạo cái phần đó nhìn cho nó à, nhìn cho nó thực tế thôi ví dụ như là đây mình sẽ tự tạo ra cái lớp gọi là ánh sáng xuyên qua ở giữa hai chân đó ở đây thôi mình sẽ delete cái phần này đi đó thì chúng ta sẽ có cái lớp là giữa hai chân này ha sau đó trở lên là phần người ha rồi ở đây nó có phần hơi thừa các bạn có thể sử dụng công cụ eraser chúng ta xóa bỏ ở cái phần này đi ha rồi sau khi xong rồi thì các bạn sẽ thấy là chúng ta có một cái lớp bóng độ khá ổn ha ở đây mình có thể làm cho cái phần bóng phần phần bóng giữa hai chân này nó nhỏ lại chút đó như thế này chẳng hạn như vậy rồi đơn giản phần bóng này các bạn có thể làm như vậy thôi các bạn có thể vẽ lại các bạn làm sao nó cho nó phù hợp tuy nhiên để ý giúp mình cái phần bóng mình đang vẽ nó rất là giống với lại phần bóng ở những khu vực khác ha. ví dụ như là các bạn có thể xét theo cái hình xét uh, theo cái hình của hình gốc chả như vậy hình gốc thì nó cũng có cái, uh, cái phần bóng là nó hơi uh, đó phần bóng nó cũng đổ qua hướng bên này thành ra là các bạn sẽ tạo cái bóng nó cũng đổ qua hướng tương tự như vậy ok ha rồi, cái bóng này ở đây thì các bạn sẽ làm uh, Nguyễn Tuấn Anh Hello Chị Wow <laughs> Ok, cái bóng này các bạn sẽ làm tiếp tục như sau Các bạn sẽ giảm opacity đi một chút ha, Giảm opacity đi một chút Sau đó các bạn có thể chuyển nó sang là multiply hoặc là Soft Light Overlay uh, Mình đang nghĩ mình có thể nhân đôi lên Mình tạo một cái layer Cái này thì mình sẽ để là Overlay ha Và layer bóng này mình có thể giảm nhẹ đi một chút Miễn làm sao để các bạn cảm thấy cái phần bóng này nó cho nó phù hợp thôi Hoặc là một cách nữa Các bạn có thể sử dụng phần bóng này Đây Chúng ta giữ phím Ctrl Và click vào Thumbnail layer bóng ha Mình tắt layer bóng đi Sau đó mình tạo một cái um, Adjustment layer Adjustment layer ha Mình có thể sử dụng Curve Để mình giảm ánh sáng Của vùng đó xuống đây và giảm cả vùng sáng của vùng này xuống luôn Để nhìn cho nó mờ đi Đó chúng ta sẽ có kết quả Kiểu như này Ha đó thì mình sẽ có kết quả kiểu như này đây là cái bóng này và mình có thể bật ngược trở lại cái layer bóng này lên ha và mình sẽ tạm cái layer mask của cái phần bóng để mình làm cho cái phần phần phía ngoài nó mờ đi tại vì cái tính chất của bóng đổ các bạn sẽ để ý là cái bóng nó càng xa người mẫu thì nó sẽ càng mờ càng gần người mẫu thì cái bóng càng đậm các bạn sẽ làm tương tự như vậy thôi sử dụng cái brush tool ha brush tool lớn chút à lớn chút rồi Uh, opacity các bạn thể giảm xuống nhiều nhiều tí, bao nhiêu cũng được các bạn cảm thấy phù hợp thôi. Đây mình để tầm này đi và mình sẽ click nhẹ vài cái ở phần xa để chi để cho cái bóng ở khu vực xa nó mờ lại ha, nó mờ lại. Đó chúng ta có kết quả cuối cùng như này. Phần uh, curve cũng vậy thôi, cái layer mask của curve rồi. Sau khi xong ta kết quả như này ha và có một phần nữa là chúng ta sẽ phải làm cho blur ra, à, blur ra. Thì uh, cái phần uh, Phần ở xa thì mình sử dụng Curve này Mình sẽ vào Filter Các bạn nhớ click vào trong cái Layer Mask của Curve nhé Để mình làm Blur cái Curve Cái cái Layer Mask của cái Curve ấy đi Blur Chọn Gaussian Blur Vào menu Filter nhé Blur Chọn Gaussian Blur Rồi các bạn có thể tăng cái Blur của cái bóng này lên Rồi ok Cái bóng này cũng vậy thôi các bạn click vào cái bóng này Filter Blur Gaussian Blur Và ở cái bóng này thì chúng ta sẽ làm mờ ít thôi Tại vì ở cần gần càng sát người á thì cái blur nó càng ít ha thành ra là các bạn nhớ làm blur ít thôi ta sẽ có kết quả như này ok ha rồi tiếp theo nữa là cái bóng đổ sát chân cái bóng đổ sát chân thì ở đây á ở cái uh, cái ảnh này á thì cái phần bóng đổ sát chân nó cũng tương đối thôi tại vì cái ánh sáng ở hiện tại á nó nó đổ xuống thì cái phần bóng đổ ở dưới sát chân này nó không có nhiều thành ra các bạn có thể tạo một layer mới này tạo layer mới ha À, ngay ở phía trên cái curve luôn mình sử dụng công cụ là lasso tool và đây chúng ta sẽ bôi và nó hơi thừa ra ngoài một tí hơi thừa ra ngoài một tí thôi ít thôi nha rồi xong các bạn sẽ tạo một cái uh, level curve đi curve đi rồi đây chúng ta sẽ giảm độ sáng xuống ha giảm cái brightness này xuống rồi xong sau đó mình sẽ cũng sẽ blur nó ra một chút ở cái layer mask này chúng ta cũng blur ra một tí rồi chúng ta chọn ok rồi chúng ta sẽ có kết quả cuối cùng kiểu như này ha nếu như các bạn cảm thấy nó vẫn đậm quá hoặc là nó nó khác biệt so với lại cái background quá các bạn có thể giảm opacity đi nãy giờ mình mới giảm tăng giảm cái phần uh, gọi là cái uh, cái blur thôi chứ opacity mình cũng chưa giảm gì cả ha. và chúng ta sẽ có kết quả kiểu như này đó ở phần gần sát chân thì mình sẽ phải cái bóng nó sẽ phải đậm ha thì là mình có thể nhân đôi cái curve cũng được nhân đôi curve này hoặc là nhân đôi cái layer bóng này lên cũng được một trong hai cái cả hai cái đều là để tạo bóng cả mà layer này thì nó sẽ là mình sẽ để bóng xét người đi bóng xét người đó rồi mình sử dụng công cụ là press để mà mình bôi bỏ bớt cái phần ở ngoài đi bởi vì phần ngoài là mình cảm thấy nó ok rồi đó phần ngoài cảm thấy ok rồi chỉ còn cái phần mà gần người như này á thì chúng ta sẽ phải làm cho nó đó, ra như này. Ok ha. Rồi, sau khi tạo bóng xong rồi. À, các bạn sẽ thấy là nó cũng khá ổn đúng không? Thì bây giờ mình sẽ cần một cái đó là mình điều chỉnh lại tại vì cái phần cái phần ánh sáng á, cái phần ánh sáng ở ảnh này nó chưa thực sự gọi là tốt lắm so với lại mình muốn ha. Tại vì cái bóng đằng nào đi nữa thì phần sau này nó sẽ phải tối hơn ở phần ở phía trước một chút. Thành ra là mình sẽ sử mình sẽ tạo ra một cái layer ở trên ha. Mình chọn vùng người mẫu này. À, mình sẽ à, ví dụ các bạn có thể à, tạo một cái à, đây curve ở ngay phía trên người mẫu nha ngay phía trên người mẫu và các bạn giảm xuống ha và chúng ta click vô cái à, layer mask ở đây Add layer mask à, cái này là clipping mask ha clipping mask để cho nó tạo ra cái độ tối ha, tạo ra độ tối rồi tầm này rồi tầm này là mình thấy ok rồi sau khi xong rồi ở trong cái phần à, curve này ha cái layer mask của curve các bạn sẽ bôi bỏ đi ở những cái phần mà các bạn muốn nó sáng và chỉ chừa lại những cái phần mà để cho nó tối thôi đó phần sáng phần tối các bạn sẽ có kết quả cuối cùng như thế này ổn chưa ha tất nhiên nếu như mà để làm kỹ hơn thì các bạn sẽ cần phải làm gọi là chi tiết hơn ví dụ như là ở phần tối này như thế nào cho nó mượt kiểu như vậy nhưng mà hiện tại thì mình thấy như này khá là ok hả khá là ok đây là trước này sau trước sau hả ổn không mình chỉ đơn giản là dùng cái brush bôi cái vèo một cái là xong thôi các bạn đừng làm gì cho nó gọi là phức tạp quá kiểu thế rồi sau khi xong rồi phần tối rồi ở phần sáng các bạn cũng có thể tăng sáng lên nếu như các bạn muốn luôn cũng có thể sử dụng công cụ là curve ha cũng tạm cái clipping mask để cho nó ảnh hưởng đúng vào layer người thôi ha mình tăng sáng một tí một tí thôi đừng nhiều quá ha và cho nó gắt lên chút rồi xong và ở đây thì cái curve này thì mình lại bôi bớt đi bỏ cái phần ảnh hưởng vào vùng tối đi đó và chúng ta sẽ có kết quả như này. Đó, tùy vào việc là anh em cảm thấy nó phù hợp hay không nha các bạn. Nếu muốn các bạn có thể giảm cái opacity đi chút cho nó phù hợp. Rồi. Ví dụ như là ảnh này mình cảm thấy khá là ok rồi nè. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ có một cái vấn đề nữa đó là noise. <laughs> nó sẽ là noise tại vì cái phần ảnh gốc của chúng ta các bạn thấy là chất lượng nó tương đối thấp còn cái ảnh mà chúng ta ghép vô á thì chất lượng nó cao hơn thành ra là khi đưa vô thì cái phần ảnh người của chúng ta nó có phần nó mượt hơn so với lại ảnh gốc, thành ra là các bạn có thể chuyển cái tạo một cái add noise ở đây, thêm noise vào trong người của ta, để cho chất lượng nó thấp đi. Ha. Rồi các bạn có thể vào filter chọn noise, chọn là add noise ngay ở trong layer người nha, mình đang chọn layer người đó. Và ở layer người này á, phần noise các bạn sẽ làm cho phần noise nó ít thôi, ha. ví dụ như là một vài phần trăm thôi, à, ví dụ như là hai phần trăm, ba phần trăm thôi, đừng nhiều quá. Ba phần trăm là mình cảm thấy nó không ổn rồi. Giờ mình để chừng hai phần trăm hoặc là một phần trăm thôi rồi để cho nó có một chút noise ha và sau đó nó sẽ có một cái cảm giác là nó có cái noise giống như là ở cái à, ảnh gốc và còn một cái mẹo nhỏ nữa để chúng ta giảm chất lượng ảnh cái ảnh bấm tay ghép vô á tại vì ảnh ảnh gốc này mình không thể nào tăng chất lượng được rồi mặc định nó đã thấp rồi thành ra là chúng ta sẽ phải làm cho ảnh ảnh bấm tay ghép vô nó phải thấp theo <laughs> chứ, chứ, mình không thể nào tăng cái chất lượng của ảnh gốc được ha tại vì cái đó là 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 bất khả thi rồi bất khả thi rồi thành ra là bây giờ chúng ta sẽ phải giảm chất lượng của ảnh chúng ta thêm vào để cho nó bớt mượt đi ha bớt mượt bằng cách nào mình sẽ nhân đôi layer người lên ha và sau đó ở layer người mà không có cái đây layer người mình cái này mình sẽ đặt tên cái layer ở dưới á cái layer mà không có những cái clipping mask add vô á thì mình sẽ đặt tên đó là cái này là so sánh ha à. lấy người này mình sẽ cần chôn t và mình thu nhỏ nó lại một chút thôi nha anh em ví dụ tầm này anh anh em enter ha à. nhớ đừng để smart object nha nhớ để bình thường lấy bình thường như này thôi sau đó các bạn lại cần chôn t và chúng ta phóng to người trở lại <laughs> enter à. và chúng ta có thể xóa cái so sánh đi Tại vì mình để so sánh là để các bạn dễ hình dung khi các bạn uh, thu nhỏ và các bạn phóng to lên để cho nó giống y chang như lúc đầu. Các bạn có thể không để cái so sánh cũng được ha. Thì sau khi các bạn làm xong rồi á thì chất lượng ảnh của chúng ta nó sẽ thấp đi kiểu như thế này. ha. Và hồi nãy mình thu nhỏ hơi nhiều, ha mình thu nhỏ hơi nhiều thành ra là nó hơi thấp hơn quá, thấp hơi quá. Đây. Mình sẽ thu nhỏ bớt lại chút đây, mình sẽ cần Ctrl Z để mình làm nhỏ lại. Đây mình để nhỏ vừa vừa thôi để để nhỏ quá, ví dụ như này. Rồi, enter sau đó mình lại cần t mình phóng to ngược trở lại đó để chi để bởi vì khi mà các bạn thu nhỏ ảnh như vậy á thì photoshop nó sẽ bỏ bớt pixel đi ha thu nhỏ là bỏ bớt pixel sau khi xong rồi các bạn phóng to lên á thì cái ảnh nó lại <laughs> nó lại phải bù pixel ngược trở lại và nó làm cho cái ảnh của chúng ta có cái chất lượng thấp đi ha và sau khi thấp đi rồi á chúng ta sẽ có kết quả cuối cùng là như này rồi các bạn cảm thấy kết quả này là ổn hay không À, nói một câu thật lòng cho mình coi, ha. Tại vì nếu như một phần á, làm cái ảnh này, à, ảnh này các bạn có thể làm cho nó thêm một cái lớp uh, contrast để cho nó tệp tệp nhau nữa. Nếu các bạn muốn, ha, các bạn có thể làm một cái lớp fill màu, fill màu á. Các bạn có thể làm cái gradient map này, sử dụng gradient map ha. Ở gradient map này á thì phần màu tối á các bạn sẽ để Phần màu tối các bạn sẽ để cái màu uh, nền uh, mà các bạn muốn ám vào phần màu nền Ví dụ như là phần ám và phần màu đỏ đi Nhưng mà nhớ màu đỏ này giúp mình nha Là nó ở cái, các bạn để ý nhìn ở bên cái phần HSB này ha Cái chữ B, cái black này á, nó nhỏ hơn 50% giúp mình ha, Nhỏ hơn 50% Ví dụ như là tầm bốn uh, mấy phần trăm này Đó, 40% tầm này là mình cảm thấy ok Ha, ok Sau đó ở bên cái nút màu sáng này các bạn click vô đây ha Click vô cái nút màu sáng ở trên này và mình click và chọn cái phần mà chúng cái màu chúng ta muốn ém ở vào phần sáng ha phần sáng thì mình sẽ chọn màu vàng và phần sáng á, thì các bạn nhớ cái b này nó cao hơn 50 phần trăm ha rồi rồi ví dụ như là tầm này đi và chúng ta bấm ok rồi chúng ta sẽ có lấy cái cái gradient map kiểu như này mình chọn ok rồi thì bây giờ ở trong cái này các bạn sẽ chuyển cái blending mode thành overlay ha và chúng ta sẽ có một cái phần nó tệp nó tệp cái màu của ảnh mà chúng ta cái cái ảnh gốc ha và ảnh chúng ta ép vô tại vì bây giờ nó đã tất cả đều bị ảnh hưởng bởi cái gradient map này thành ra tất cả phần tối á, nó đều bị ảnh hưởng bởi cái màu này và tất cả phần sáng nó đều bị ảnh hưởng bởi phần màu này không kể là cái tóc ta ghép vô hay là ảnh uh, tóc gốc ha và chúng ta sẽ có một cái ánh sáng về phần màu sắc chúng ta được xử lý cho nó tệp nhau và chúng ta sẽ có kết quả cuối cùng như thế này các bạn cảm thấy ok không nếu ok thì cho mình một uh, thả tim và có thể comment trái tim cho mình coi <laughs> và chúng ta vừa đúng một tiếng rưỡi luôn để mình uh, giải quyết được rất là nhiều vấn đề đó là kể cả về phần là uh, chúng ta cắt ghép này cắt ha cắt riêng và ghép riêng mình uh, tất nhiên là cái video này nó cũng rất là dài bởi vì một tiếng rưỡi rồi và nó có rất là nhiều thứ và mình đã đã đã, đã uh, truyền đạt cho anh em. Thì Mình hy vọng là trong cái uh, video này á nó sẽ hỗ trợ được cho anh em nhiều ha. Rồi, anh em có cái um, câu hỏi nào á thì anh em cứ comment cho mình ha để mình uh, dễ uh, trả lời ha. Chúng ta có khoảng cỡ 10 phút gì đó để chúng ta trả lời câu hỏi trước khi chúng ta nghỉ ha? Mình nghĩ là ổn đúng không? Trước giờ có ai uh, giải thích cho anh em về cái uh, channel chưa? <laughs> mình nghĩ là chưa đúng không? tại vì mình tìm mình cũng không có ai thấy ai trả lời cả, mình tìm không ai trả lời cả mình nghĩ là hôm nay cũng không có nhiều câu hỏi, tại vì ở uh, 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 bạn nhân ở bên fanpage uh, uh, bên fanpage Sony Alpha Việt Nam có hỏi là làm làm sao cho vỉa nó đẹp khi tách mẫu thì uh, sau khi video này phát xong các bạn thể quay lại ở cái bước mà mình hướng dẫn tách nền á thì mình có hướng dẫn em sử dụng quick selection và chúng ta sử dụng cái select and mask để chúng ta có thể điều chỉnh lại cái viền uh, của người mẫu cho nó mượt ha tất nhiên là anh em phàn nàn với mình là tại sao cứ phải sử dụng lasso tool tại vì lasso tool hoặc là sử dụng quick selection thì bị một cái là cái viền nó bị uh, bị uh, gọi là bị bị bị, bị uh, răng cưa ha và cái răng cưa đó chúng ta sẽ xử lý bằng cái select and mask được ha và sử dụng nó như thế nào thì hồi nãy mình có giải thích rồi các bạn thể coi lại video này à, về sau ha rồi à, dùng chuột hay bảng thì tốt hơn à cái bảng vẽ à, cái bảng vẽ thì thực ra nếu như anh em sử dụng quen chuột rồi thì các bạn sẽ thấy là chuột nó cũng ok chứ không cần thiết gì chúng ta sử dụng bảng vẽ cả bảng vẽ nó vẫn tốt nhất cho những anh em sử dụng là digital painting là vẽ kỹ thuật số đó thì em nên sử dụng bảng vẽ còn photoshop mình thấy sử dụng bảng vẽ nó chỉ để cho vui thôi chứ nó cũng không có nhiều tác dụng Uh, cho cái việc retouch hình lắm ha cho việc retouch hình lắm tất nhiên nếu mà em quen tay rồi thì mình không nói làm gì tất nhiên là mình không có nói tất nhiên là sử dụng đúng hay là sai không có đúng sai gì ở đây cả cho nên là chỉ có cái là anh em quen hay không thôi trường hợp anh em đã quen với chuột rồi không cần phải chuyển qua bảng vẽ làm gì cả bởi vì tiền mà các bạn mua một cái bảng vẽ thì ít nhất bây giờ cũng phải cỡ một triệu rưỡi hai triệu và con con số đó nếu như các bạn mua một con chuột thì các bạn sẽ mua được con chuột rất là xịn rồi có cái DPI rất là cao và nó rất là mượt thì tại sao các bạn không mua chuột mà đi mua bảng vẽ chi rồi xài con chuột dở hoắc kiểu như vậy à, tất nhiên nếu các bạn có đủ tiền để các bạn mua cả con chuột ngon 2 triệu rồi một cái bảng vẽ 2 triệu thì nó không phải là câu chuyện nữa nhưng mà mình đã tư vấn mà à, thì theo mình nếu như cá nhân với mình mà bạn đang hỏi mình thì mình xin phép trả lời là không cần dùng bảng vẽ các bạn sử dụng chuột thôi cá nhân mình mình vẫn sử dụng con chuột của Apple mình xài cả ngày chẳng sao cả rất nhiều anh em phàn nàn vì, vì sử dụng con chuột này nó mỏng quá kiểu thế nó nhỏ quá nhưng mà mình dạng tay to mà mình dùng mình vẫn cảm thấy ok kiểu thế miễn là anh em quen thôi câu chuyện đấy là anh em quen thôi chứ không cần phải là gì gọi là phải sử dụng bảng vẽ nhìn cho nó chuyên nghiệp hay là cái gì cả ha rồi bạn khang mon có hỏi là anh có phần mềm nào trên điện thoại hay về chỉnh sửa ảnh không trên điện thoại thì thực sự là mình không rảnh nhưng mà hình như là mình có pixart đúng không mình không nhớ rõ hình như là phần mềm đó cũng kiểu cắt ghép được rồi À, em tách mẫu sao nó hay bị viền trắng anh ơi à cái viền trắng cái viền trắng thì các bạn có thể tách xử lý bằng cách sử dụng cái shift x ha đây ví dụ là các bạn uh, tách nền xong ha ví dụ đi các bạn tách nền xong đây à, mình 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 đại khái ví dụ cho các bạn thôi nhé rồi các bạn sử dụng select and mask thì ở trong select and mask này á nó sẽ có cái phần đó là uh, đây ship Edge ha các bạn sẽ giảm ship x xuống khoảng cỡ trừ vài phần trăm ví dụ hai phần trăm ba phần trăm năm phần trăm kiểu như thế ít thôi ha thì nó sẽ khử bớt cái phần viền vào trong một chút ha thì lúc đó nó sẽ khử bớt cái phần màu trắng đi trường hợp các bạn có thể giảm tới một hai phần trăm các bạn cảm thấy nó mất rồi cảm thấy ok rồi thì thôi còn trường hợp các bạn cảm thấy nó vẫn còn viền trắng thì các bạn cứ giảm tiếp cái ship x đó xuống một vài phần trăm nữa để cho nó khử bớt ha rồi uh... Ok ha, thì nếu vậy mình nghĩ là cũng không có nhiều anh em hỏi. Thì mình hy vọng là ở trong cái video, trong cái buổi livestream ngày hôm nay á, thì đã có, mình đã share, mình đã chia sẻ cho anh em được nhiều cái giá trị và mình hy vọng rằng à, những cái giá trị, cái, cái 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 kiến thức mà anh em đã có ngày hôm nay á, thì nó sẽ giúp cho anh em có nhiều cái kinh nghiệm ha, có thêm cái kinh nghiệm mà không cần phải đổ máu. Mình là một người là đã phải cắt ghép rất là nhiều, mình cắt ghép rất là nhiều chỉ là không bựa thôi <laughs> cắt ghép cứ phải bựa thì nó mới nổi tiếng được <laughs> nhưng mà mình thì mình sĩ diện lắm mình không sợ mình mình sợ mất hình ảnh sợ mất hình tượng thành ra là không bựa được à, nhưng mà mình cũng là một thằng cắt ghép nhiều à, cho nên là mình đã có nhiều cái kinh nghiệm và mình cũng đã chia sẻ hầu hết những cái kinh nghiệm đó ở trong video này tất nhiên là với những cái giới hạn của những cái phần mềm à, mà ở những cái phần phần mềm kiểu Photoshop ở thời điểm hiện tại cái công nghệ hiện tại kể cả ai luôn nó vẫn chưa thể nào xử lý được cái phần đó là cái phần tóc hay là phần chi tiết mà nó quá trùng với nền thì lúc đó những cái phần đó thì chúng ta sẽ phải chờ chúng ta sẽ phải chờ cho cái uh, công nghệ nó tiên tiến hơn ha về sử dụng ai tốt hơn ha. máy móc nó cũng sẽ ổn hơn thì lúc đó chúng ta mới có thể xử lý được những bức ảnh mà nó rất là khó theo kiểu là tóc bị trùng nền hoặc là tách một cái cây ở giữa một cái rừng cây kiểu như thế thì đó là một cái, cái phần nó hơi quá so với công việc hiện tại thì các bạn cố gắng chấp nhận cái chuyện đó bởi vì mình mình làm nhiều rồi mình biết ha nếu như để cắt ghép tốt và được một cái lợi thế đó là khi em chụp hình để em ta chụp uh, chơi á thì anh em sẽ có lợi thế là em được tự chụp thì nhớ là lúc chụp chụp nhiều góc chút để lỡ cái góc hơi lệch thì chúng ta còn hình khác để chúng ta thử ha thì đó thì mình hy vọng là cái buổi này nó đã hỗ trợ được nhiều cho anh em Và những kinh nghiệm này là những kinh nghiệm đúc kết từ khá là lâu đối với mình rồi Mình chia sẻ hoàn toàn là miễn phí Thì mình hy vọng là anh em sẽ ủng hộ mình bằng cách chia sẻ cái video này Cái live stream này cho nhiều người khác nữa Tại vì live stream này sẽ được giữ lại Thành ra là sẽ có rất là nhiều khác người ta coi lại nữa Thì càng nhiều người biết thì càng tốt thôi Tại vì mọi người cùng biết những cái kỹ năng này thì mọi người cùng đều giỏi Photoshop và mọi người đều tuyệt vời như nhau <laughs> mọi người đều kỹ năng nhiếp ảnh như nhau kỹ năng đồ họa như nhau và cái uh, mình chia sẻ một chuyện một một chuyện nhỏ nhỏ thôi, đó là lý do tại sao mình làm những cái video như thế này mà hoàn toàn cơ bản, uh, hoàn toàn là miễn phí thì đơn giản một cái thôi là mình muốn nhiều người có nâng cái trình độ thẩm mỹ nếu như các bạn chưa có cái nền tảng thẩm mỹ gọi là có sẵn bẩm sinh á, thì không sao cả thông qua luyện tập thông qua luyện tập ha các bạn sẽ tăng được cái mức độ thẩm mỹ đó lên và làm cho mọi thứ ở xung quanh mình nó đẹp hơn những cái bảng vẽ các bạn làm ra cũng đẹp hơn những cái bảng quảng cáo các bạn tự làm nó cũng sẽ đẹp hơn và nếu như không phải các bạn tự làm các bạn nhờ thợ làm các bạn cũng sẽ biết được là ừ cái quảng cáo đó như thế nào là đẹp cái ảnh nó như thế nào là đẹp đó là lý do tại sao nó 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 làm cho tất cả mọi thứ ở xung quanh chúng ta đều đẹp cả ha, khi mà tất cả mọi người đều có hoặc là nhiều người có những kỹ năng À, về sử dụng Photoshop, về chỉnh ảnh, chỉnh sửa ảnh Chúng ta sẽ biết như thế nào là đẹp Và lúc đó tất cả mọi thứ xung quanh chúng ta cũng cũng đều sẽ đẹp Và mình chỉ cần mong như vậy thôi, những cái là mình cần Tuy nhiên nói nó hơi văn vẻ một chút Nhưng mà thực tế là như vậy anh em Chứ còn ví dụ để làm làm miễn phí thì đâu có tiền gì đâu Ví dụ như là, là tiền Youtube trả cho mình thì một tháng chỉ loan quanh chừng 4-5 triệu là cùng Mình thật <laughs> Cho nên là đó Thì mình hy vọng là cái... Uh, cái chương trình này sẽ hỗ trợ được nhiều cho anh em ha Và bye bye các bạn Mình là Nguyễn Hoàng Phúc Từ Hoàng Phúc Photo Hẹn gặp lại các bạn trên kênh Youtube của mình ha See you online à, Và mong các bạn sẽ có một cái uh, uh, Những cái kỳ nghỉ <laughs> Gọi thế nghe cho tích cực ha Kỳ nghỉ dài ngày Chúng ta ở nhà có nhiều thời gian hơn để chăm lo cho bản thân Nâng tầm cái kỹ năng của bản thân lên Có thể là Photoshop hoặc là những kỹ năng khác thuyết trình chẳng hạn như vậy hoặc là tiếng anh chẳng hạn như vậy hãy sử dụng cái quỹ thời gian ở nhà của các bạn để nâng tầm bản thân mình lên ha và đó là một cơ hội ngàn năm có một không phải lúc nào chúng ta cũng không cần phải vướng bận tới chuyện tiền năm đi làm các thứ có cơ hội ở nhà để chúng ta làm những thứ mà chúng ta chưa từng làm và có thể làm những thứ mà chúng ta chưa làm được ha ok bye bye giữ sức khỏe nha, mình là hoàng phúc từ hoàng phúc photo